Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay chụp hình thật vui cô nhỉ? Đúng rồi, rất là vui. Nếu các bạn muốn cùng chơi, cùng vui và cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp như ngày hôm nay, hãy tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho thiếu nhi 2018 Canon Photo Marathon Junior. Cùng chơi, cùng chụp, cùng cười. Hôm nay mình và Khôi sẽ... Ủa? Mà Khôi đâu rồi ta? Cái gì vậy? Đối phương có vẻ quá nhanh. Nhưng không sao, ta đã có cách. Đây, Canon X190. Ta sẽ bắt được nhà ngươi dù nhà ngươi có nhanh như thế nào. À, bắt quả tang rồi nhé. Cái gì mà bắt được siêu năng lực của Khôi vậy? Đây, đây là vũ khí bí mật của ta, Canon X190. Nó có thể chụp được mọi thứ rất nhanh đấy. À, Khôi cũng có cái máy Canon M10 nè. Nào, chúng ta hãy cùng chụp những bức hình đẹp nhé. Theo Khôi, hôm nay mình sẽ chụp gì nào? Hôm nay mình sẽ chụp đồ chơi, chắc là vui lắm á. Nhưng mà phải là một bộ đồ chơi thật nhanh, thật vui cơ. Hay là mình chụp tàu lửa đi. Được đó, hôm nay mình sẽ chụp tàu lửa nhé. Chụp trước nhé. Nhưng mà muốn chụp đẹp thì phải chọn chế độ chụp trước nhé. Vậy hả? Bây giờ bấm vào đây và mình sẽ bấm vào chế độ Sport để chụp những phần chuyển động nhanh. Thôi, check cho mình với. Ok. Đây, sao màn hình không hết trơn vậy? Tại Khôi không biết lấy nét thôi, để Yến chỉ cho. Đây, để Yến chụp cho Khôi xem thử nha. Nè. Wow, hình đẹp quá. À, hay là mình lấy thêm đồ chơi để tạo cảnh đẹp cho đoàn tàu nhé. Ok, let's go. Đây, Thiên Khôi sẽ tạo một cảnh đoàn tàu chạy trong tuyết. Và Yến sẽ tạo những bóng bóng thật lung linh. Cùng chụp nào. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay chụp hình thật vui cô nhỉ? Đúng rồi, rất là vui. Nếu các bạn muốn cùng chơi, cùng vui và cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp như ngày hôm nay, hãy tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho thiếu nhi 2018 Canon Photo Marathon Junior. Cùng chơi, cùng chụp, cùng cười. Chụp ảnh, nhưng mà trước đến nay thì mình chụp chủ thể và chụp người là chính. Dung thấy là một bức ảnh đẹp là một bức ảnh là mình phải đẹp trước đã, thì cái bức ảnh đấy sẽ đẹp. Những di sản văn hóa phi vật thể có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hiệu quả nền văn hóa phong phú đa dạng của dân tộc Việt Nam. Những thông tin thú vị, những hình ảnh độc đáo, hãy lên đường để cùng khám phá những di sản văn hóa phi vật thể tại Huế trong Trên từng cây số. Thank you.
3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào các bạn. Lại là 2 tuần đã qua và một thứ 6 lại tới rồi. Thế là hôm nay chúng ta được gặp nhau trong nhiếp ảnh 360 Live. Đây là số thứ 5 rồi nên chắc là mọi người cũng bắt đầu quen với cái motif này rồi đúng không? Tức là đại loại có một cái khách mời là photographer hay là những người liên quan trong ngành nhiếp ảnh đến nói chuyện với chúng ta và những câu chuyện đấy xoay quanh những cái thiết bị nhiếp ảnh của Canon. Thế thì hôm nay khách mời là ai nào? Hãy cùng xem video clip nhá. Rồi ạ, đây là khách mời chúng ta. Khách mời ngày hôm nay thì có một vài bạn chắc đã nhìn thấy ở trên fanpage rồi. Thế nhưng mà chắc là chúng ta vẫn phải có tiết mục làm quen lại để mọi người đều hiểu, đúng không ạ? Em đã để hỏi trước một vài câu trước khi mà vào tiết mục okay, 10 okay, câu okay. Em đã lên livestream bao giờ chưa? Em chưa bật lên livestream bao giờ à? Mới chỉ là những cái người hậu trường thôi. Đây là lần đầu tiên em ngồi tư cách khách mời. Rồi, ok, không sao. Bây giờ sẽ là lúc để mọi người biết em. Chúng ta sẽ bắt đầu với 10 câu hỏi mà để làm quen nhanh với khách mời. 10 câu. 10 câu nhanh không mà. Trả lời nhanh nhá. Ok. Tên thật là gì? Mai Thoại Lân. Công việc hiện tại. Công việc hiện tại của em bây giờ đang là phóng viên ảnh cho báo kênh 14. Rồi. Em chụp ảnh được bao lâu rồi? Tính từ lúc mà em bắt đầu mua máy ảnh thì em chụp được khoảng 4 năm. Cũng khá lâu chứ. Rồi. Có học trường lớp nào về nhiếp ảnh không? Em không qua một trường lớp nào về nhiếp ảnh bao giờ. Rồi, tiếp. Có bị ảnh hưởng cảm hứng, tức là ảnh hưởng này hoặc là truyền cảm hứng từ ai không? Em bị truyền cảm hứng bởi những bởi các bạn trẻ Thái Lan về ảnh đường phố nhiều, khá nhiều về bên các bạn Thái Lan láng giềng ấy, thấy các bạn ấy chụp rất là tốt. Câu hỏi không liên quan, tại sao lại bị truyền cảm hứng? Thì đơn giản là em một lần em vô tình em xem được các bạn ấy chụp, bạn một bạn lại like một cái ảnh trên cái group đấy, thế là em thấy thế em vào em thấy là mặt bằng chung các bạn Thái chụp rất là ổn. Ừ. Ổn hơn hẳn hẳn luôn ấy. Thế em đam mê các bạn, em mới kiểu bị thuốc bị thuốc đấy, kiểu đấy. Okay. Bị truyền cảm hứng. Ok, câu hỏi tiếp theo. Thể loại ảnh em yêu thích. Thể loại ảnh em thích là ảnh lifestyle, ảnh nội thất, là ảnh ảnh kiểu là ảnh trẻ con. Trẻ con rồi, trẻ con. Ok. Đối với em thì trong nhiếp ảnh cái gì là quan trọng nhất? Thế em nghĩ tư duy là cái quan trọng nhất.
trong chụp ảnh. Thứ gì quan trọng nhất? Không phải là chiếc, không phải là khoảnh khắc, không phải là ánh sáng, không phải thiết bị đúng không? Ừ. Chắc chưa? Em những cái đấy nó là phụ, cái nhất thì sẽ là tư duy thôi. Rồi, ok. Bộ gear đầu tiên khi chụp ảnh. 700D với cả kit. Còn bộ bây giờ? Bộ bây giờ là bộ 6D với cả lens thì rất là nhiều, không phải rồi ạ. Cảm giác khi mà lên livestream được làm một người nói chuyện chứ không phải là người đứng sau hậu trường nữa thì em cảm thấy thế nào? Mà nên em... nhớ là livestream này nói chuyện với những người mà yêu thích nhiếp ảnh cùng em nhé, không phải là kiểu như là các livestream bình thường của em là em chỉ đứng sau những người bình thường đúng không? Bình thường thì em thấy những cái nhân vật mà em phỏng vấn hay livestream ấy thì em thấy rõ rất là hồi hộp, em không hiểu sao họ phải hồi hộp như thế tại vì không có khán giả ở đây. Thế là đến lúc mà em ngồi livestream này rồi thì em mới thấy là em mới cảm hiểu được cái cảm nhận của họ, cảm giác của họ. Lúc mà bị quay như này, mặc dù không có khán giả nhưng mà mình vẫn có một cái cảm giác hồi hộp vô hình ấy. À, ok. Thật ra thì anh nhớ là cái số đầu tiên anh lên livestream anh cũng nói vấp loạn xạ lên. Nhưng mà đến số thứ 5 rồi nó cũng thoải mái hơn rồi. Cái thứ hai thật ra là anh nghĩ là đấy là một cái may là hai anh em đã từng nói chuyện với nhau chắc là cũng phải được 5-6 lần rồi đấy. Đấy là nó cũng thoải mái hơn đúng không? Không sao, đây là vừa rồi là phần khởi động thôi. Okay. Chúng ta sẽ bắt đầu một cái phần mà nó sâu xa một tí. Bởi vì hôm nay mình cũng rất là suy nghĩ là nếu mà lại làm một cái video clip mà giới thiệu về ống kính mà chỉ toàn các ống kính, tức là toàn các hình ảnh ống kính thôi thì rất là chán. Thế là mình quyết định là mời Mylan cầm trực tiếp những cái ống kính ở đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy là có hai cái ống kính ở đây. Mời Lân, đâu là ống kính của em đã, từ từ. Ống kính của em là ống kính nào? Ống kính của mình là ống kính này. Ống kính 85 1.8. À, 1.8 đúng không? Còn ở dưới này là ống kính gì? Còn ở dưới này là ống kính cũng là 85 nhưng mà là 1.4. 1.4 đúng không ạ? Cái khẩu độ nó rất là lớn, lớn hơn con của mình khá nhiều. lớn hơn một chút thôi, lớn hơn, nếu mà nói về mặt kỹ thuật thì là lớn hơn một chút thôi. Thật ra thì hôm nay bọn mình có suy nghĩ rất là nhiều, tại vì không biết là khi mà tiếp xúc với nhân vật thì mình phải suy nghĩ ra là xem nhân vật nó sẽ mang đến cái điều gì với khán giả. Thế nên là khi mà hỏi Lân thì Lân lại có một cái câu chuyện, đấy là Lân rất hay mang một cái bộ đồ rất là gọn khi đi chụp đúng không? Nếu mà không cần phải cầu kỳ gì thì em có một bộ đồ rất là gọn đúng không? Em có thể chia sẻ với khán giả không? Thực ra cái bộ đồ đấy thì nó liên quan đến ảnh phim nhiều hơn. Tại vì trước đấy em ngày trước em mang, hôm mà em mới chụp ấy thì em mang rất là nhiều cái đồ cồng kềnh theo, như kiểu 7200 hay là những cái ống L nó rất là to, thậm chí em lắp grip vào nữa, trông rất là nặng, trông rất là hầm hố. Thế lúc mà em mang ra đường, trước mắt đầu tiên là em mang nó đi đã khó khăn rồi, gặp rất nhiều khó khăn khi mà di chuyển mang nó đi, nó rất là nặng. Cái thứ hai là khi em chụp ở ngoài đường thì bất cứ ai ở ngoài đường nhìn thấy một người ở đấy cầm một bộ máy ảnh rất là khủng thì tự người ta tâm lý sẽ rất là dè chừng và mình rất là khó tiếp cận với cả nhân vật vào cái thời điểm đấy. Thế là sau rất nhiều lần em bị kiểu từ chối chụp, là cứ giơ một cái bộ máy rất là khủng ra trước mặt họ, rồi họ kiểu vẫy tay xua tay đi ấy, thì em bắt đầu nhận ra là mình phải tinh giản lại một chút thật nhiều nữa xem. Thế là em bắt đầu tiên em tháo clip này, sau em bắt đầu em tìm những cái lens nhỏ hơn lắp vào, xong rồi thấy nó vẫn có vấn đề, vẫn chưa như mình muốn. Thế em bắt đầu tìm hiểu ra các dòng mirror LED. Thế xong rồi về sau em thấy mirror LED thực ra cũng chưa đáp ứng cho em. Thế là em chuyển sang chơi phim. Thế là bây giờ em dùng là bộ Olympus OM10 cùng với cả lens 50 1.8. Bộ khá nhỏ, nó nhỏ bằng một gần như bằng một cái compact, nhưng mà nó cái chất lượng đem lại là full frame và còn là kỹ thuật phim nữa. Thế là em rất là thích. Nhưng mà anh nhớ là hôm trước không phải ấy, chứ chắc nhầm. Đấy là chuyện về phim. Nhưng mà em đang nói với hôm trước là anh nghe được cái câu chuyện của em là khi mà em đi làm nghề thì em có một bộ hai ống kính hay sử dụng. À đúng rồi. Hai ống kính hay sử dụng đúng không? Thì nó là 35 và 85. Thế thì anh rất muốn hỏi là tại sao nó lại là 35 và 85? Thực ra trong cái kho ống kính của em thì bây giờ em có đủ hết, gần như là từ 15 đến 30, 24, 50 cũng có. 85 cũng có, 135 cũng có, 100 cũng có, 300 cũng có. Thì khi nào mà bắt buộc phải mang những, tức là bắt buộc phải mang những cái đồ như 300 đi thì em sẽ phải mang. Còn nếu mà để gọi là nhanh nhất có thể, nếu mà một bộ nào mà trong đầu em nghĩ ngay lập tức khi mà em mở tủ em lấy mà để đi luôn bây giờ ấy, thì chỉ có thể là 35 và 85, tại vì 24 thì nó sẽ bị hơi méo một tí và nó hơi rộng, nó tức là 24 nó đặc tả, nó chỉ có thể chụp cảnh được, nó không thể, nó rất là khó để mình ăn gian thêm một tí để mình chụp chân dung. Và 85 thì nếu mà em mang ở 100 thì nó lại hơi bị kích quá, hơi bị xa quá so với những gì em cần, thì em rất là khó việc khi mà lùi lại một chút để ăn gian được cái đoạn chụp trung cận kiểu đấy.
Và em nghĩ là 35 và 85 là hai cái, và sau khi thử rất là nhiều các cặp đôi, các cái combo khác nhau, như 24, 50 hay là 35, 85 hay là 50, 100, thì em nhận ra là 35 và 85 là cái cặp đôi mà em nghĩ là nó hoàn hảo nhất. Hôm nay thì hôm nay chúng ta nói nhiều về 85 hơn. Thế thì hôm trước mình có nói chuyện với Lân thì cũng được Lân cho biết đấy là lý do em chọn 85 là bởi vì là cái ống kính đầu tiên em bắt đầu nó là ống kính 50. Tức là ý là cái ống kính fix mà em sử dụng là ống kính 50 trên crop. Đúng rồi. Đúng không? Tại vì ban đầu là bất cứ ai chơi máy ảnh đầu tiên là lúc nào cái ống đầu tiên họ dùng là nó như cái ống nhiều người ngoài cái ống kit ra, đúng không? Là cái ống 50.8. Đúng rồi. Cái ống đấy là rất là phổ biến, cực kỳ phổ biến mà gọi là xếp thứ hai sau ống kit luôn. Thì bắt đầu em dùng 700D về cái ống 50.8 đấy. Và em dùng một thời gian rất là lâu, phải tầm độ gần 2 năm, là hơn 2 năm một tí. Thế là em quen với cái cảm giác cầm cái ống đấy. Cho lúc mà em đi làm, những ngày đầu tiên em làm ở kênh 14 ấy, thì tất cả gì em có là một cái máy crop và một ống 55 Takuma, ống MF. Thế là em phải dùng cái ống đấy để chụp tất tần tật các thể loại, từ nhân vật này đến hội chợ này, đến không gian này, đến em phải, tức là em phải xoay sở thế nào, bài toán đặt ra là xoay sở thế nào với ống 55 đấy. Thế là em bắt đầu em tìm được những cái góc mà mình khai thác được với ống 55 đấy. Thế sau rồi có điều kiện hơn thì em lên được ống máy full frame thì em cũng thử ống 50 đấy vào, nhưng mà nó lại là một cái 50 khác, không phải 50 trên crop nữa. Thật em rất là bị hụt hẫng. Xong rồi em quyết định là chuyển sang 85. Em nghĩ là chỉ có thể là 85 thì mình mới tìm được cái cảm giác như ngày xưa mình chụp crop thế. Ok, chắc là bởi vì nó cũng liên quan một chút đến công việc của mình nữa. Thế thì ok, để mà người ta hiểu hơn về góc nhìn của Lân thì chắc là chúng ta sẽ xem qua một vài bức ảnh, được không? Okay. Rồi, mình sẽ xem qua một vài bức ảnh của Lân nhé. Rồi, đợi một chút ạ. Mọi khán giả chúng ta sẽ cùng xem lại những cái bức ảnh của Lân, được không ạ? Rồi, cho mình xin màn hình iPad. Ok, em sẽ đến giới thiệu với ảnh mọi người. Ảnh nào trước nhỉ? Ảnh bộ hay là ảnh lẻ đây? Em nghĩ là bộ đi. Lẻ okay. Đó. Bộ. Đầu tiên là em nghĩ là cái bộ, em sẽ nói về cái bộ mới nhất của em là bộ The Frame. Em okay. Chụp vào đợt Tết năm nay. Tết năm nay luôn, đúng Tết không? Tết năm nay là vừa mới qua, vừa tháng, xong luôn. Tháng vừa rồi, đúng không? Tháng 2 đầu năm vừa rồi, đúng không? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Cái bộ này em chụp bằng 85. Chụp bằng 85? Bộ 85 luôn. Tại vì đây là nó là một lần, đấy là em... Để anh cho cái... đây, sáng hết cỡ rồi. Rồi, ok. Rất xin lỗi. Rồi, ok. Đấy, trong một lần em đợt đấy em có một cái bài thường niên là bài không khí mọi người chuẩn bị Tết Nguyên Đán như thế nào. Đây là về Tết đúng không? Về Tết, đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu về quê. Đây là như em nhớ hôm đấy là ngày tầm 27-28 âm lịch gì đấy. Đó, à. gần cận cười Tết. Cái này là mình cũng chia sẻ là mình rất hay đọc báo và những cái ngày gần đấy, bởi vì là nó sẽ cho mình những cái bức ảnh, tức là tất cả các báo, không chỉ là báo, không chỉ là báo của Lân đang cộng tác, thì nó như kiểu là ngày đấy là ngày mà tất cả mọi người đều chụp lên những cái bức ảnh mà kiểu người ta đang không khí chuẩn bị về Tết như thế nào. Nó luôn luôn như cái đấy. Ok, đây là một góc nhìn rất là mới. Thì cái đề tài của em đấy là mọi người di chuyển từ Hà Nội về Tết hối hả, về quê hối hả như nào. Thế là ban đầu cái ý tưởng gốc của nó là ra bến xe chứ không phải ra bến tàu. Thế sau em ra bến xe thì thấy nó quá nhộn nhạo và nó kiểu nó cái nó không ra cái không khí ấy. Mà nếu mà ra được thì nó sẽ rất là kiểu nó hơi kiểu chợ quá, không còn đẹp. Thế là em nghĩ là thử, tại sao không thử bến tàu? Máy bay chắc không thể rồi, đúng không? Không thể rồi. Ok. Thế là em ra bến tàu, em thấy rất là nhiều cái cảnh này, em thấy rất là hay. Em chụp lại bình thường thôi. Thế là em vô tình em đi qua những cái khoang cửa của tàu này. Thế là em... Rồi, bạn xem thử luôn được không ạ? Thế là em nhìn thấy những cái ô cửa này nó như những cái frame hình ấy, tức là mỗi ô cửa nó sẽ có một câu chuyện, mỗi ô cửa nó sẽ có một cái thái độ khác nhau, mỗi ô cửa nó sẽ là một cái hỉ nộ ái ố khác nhau. Có những ô cửa như thế này là hai người này cứ đứng ở ngoài nói chuyện với nhau cho đến khi tàu đi hẳn rồi thì họ vẫn cứ ở lại náo lại nói chuyện với nhau bằng được ấy thôi. Thậm chí là người này còn giơ điện thoại ra cho người kia xem là một cái bức ảnh ở đấy. Người kia rất là vui, người kia tuy ở ngoài họ rất là vui. Đây mọi người nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu lên cái gương rất là đẹp. Họ không nói với nhau câu nào, tại vì không phải nghe nhau, tại vì không nghe được. Không nghe được. Thế là họ chỉ nhìn nhau, họ cười thôi, họ giơ ảnh ra xem rồi cứ đứng nhìn nhau lúc thôi. Thế là em đứng lại chụp những cái bức ảnh kiểu đấy. Em nhận ra là mỗi khung cửa rất là mệt mỏi như kiểu này. Hay là khung cửa một bạn nữ bạn đây là buổi đây là buổi chiều Tại vì thường buổi chiều thì nhiều toàn nhiều chuyến tàu hơn.
Tớ đổ về thôi. Mình cũng nghĩ lúc đó kiểu kết thúc một cái ngày làm việc họ đi về luôn. Đúng rồi. Ok. Đương nhiên ở đây có một đứa trẻ nó đang ngủ ở đây. Rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc ở qua những từng cái ô cửa ấy. Có những ô cửa rất là vui, có những ô cửa rất là buồn, rất là kiểu mình hiểu, mình tức là mình chúng ta nhìn qua đây cái khung cảnh này trông rất là buồn, trông có gì để hơi bế tắc. Đúng rồi, nó rất là nhiều ý là mình không biết giải thích, là mình có thể cảm nhận được cái đấy và mình muốn chụp lại cái đấy để cho mọi người cảm nhận được. Những ô cửa này mình rất là vui. Những cảnh này là hai người cuống thơm nhau qua cái ô cửa kính này. Đúng rồi, rất là đẹp. Tại sao lại bạn lại chụp bức ảnh ở chụp cái bộ ảnh ở bằng 85? Lý do? Tại vì thực ra 85 nó có một cái sự không bị méo hình, nó có một sự không bị méo hình tương đối để mình có thể gần như là không bị méo cái ô cửa này và đúng nó flat thẳng đúng như một cái tấm phim, như một cái frame phim luôn. Và ở tiêu cự 85 này thì mình đủ xa để người ta không bị quá e dè. Chứ rất nhiều người họ khi mình thấy mình dìm kính vào họ bắt đầu kiểu quay đi hoặc là họ phá đi cái cảm xúc của họ đủ ấy. Họ kiểu họ không được thoải mái như thế nữa. Và thứ hai chắc là đứng xa xa một tí thì chắc là đỡ bị đuổi hơn. Tức là bạn khi mà chụp bộ ảnh này mình hỏi vui thôi là nó có bị đuổi không? Tức là bởi vì mọi người mình chụp thử tàu một hai lần rồi thì vẫn chưa bị làm sao, nhưng mà không biết là khi mà chụp ở đấy thì có bị đuổi không? Thực ra thì đuổi thì không đuổi, nhưng mà có một vài người thì họ ngồi ở trong nhưng họ tỏ thái độ không hợp tác lắm, hoặc họ thế thôi đúng không? Họ quay đi hoặc họ kiểu họ nhìn mình họ lườm thì mình cũng hiểu ý là mình cũng thôi không làm phiền họ nữa. Ok. Bộ ảnh bên tao là mình thấy đã khá thú vị, nó chứ kiểu là nói là như nào nhỉ, trong một cái ảnh bộ, tức là mình dạo gần đây thì mình cũng quan tâm ảnh bộ hơn một tí. Thì là ngoài những tấm ảnh và cảnh nó rất là cảnh toàn như thế này thì bắt đầu có nhiều cái cảm xúc hơn một chút nữa này. Xong rồi đến đặc biệt là đến những bức ảnh kiểu như này, tức là một cái góc cận cảnh hơn, nó thể hiện được, nó có nhiều cái cảm xúc, nhiều khung cảnh hơn trong những bức ảnh này. Mình thấy rất là hay. Ok, đây là về ảnh bộ đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta đến với bộ tiếp theo thôi. Bộ tiếp theo là bộ các bộ cũ hơn của mình, đấy là đặc thù 85 là như bộ này là mình chụp cụ Xuân. Mình để 3 tấm mình chụp bằng ống 85. Thì nói thêm chia sẻ một chút là ban đầu mình dùng ống 50 của crop ấy, là bởi vì là cái ống 50 đấy, tức là cái tiêu cự đấy cho mình cái cảm giác là người ta cũng không đủ, người ta cũng không gọi là quá gần cho người ta sợ, mà cũng không quá xa để người ta quên mình đi. Tại vì bản thân mình ngày xưa là mình rất thích chụp những lúc mà người ta không để ý vào ống kính. Tại vì mình nhận ra là sau khi mình kiểu mình bắt người ta kiểu cô nhìn vào đây nhé, hay là kiểu là anh cô tạo dáng nhé, thì nhận ra là họ tự dưng họ đang từ một cái thái cực rất tự nhiên, rất là xinh, rất là đẹp, họ chuyển sang một thái cực rất là đơ, họ chuyển sang thái cực rất là không phải là họ nữa. Đây là một cái phản ứng rất là bình thường đúng không? Khi mà bảo tạo dáng đi, thì chắc là chỉ có chuyên nghiệp thì mới khác thôi. Thì đa phần là sẽ kiểu rất là gượng. Thật ra thì bộ cụ Xuân này là một trong những cái bộ mình khá là ấn tượng, bởi vì đây là nhân vật We Choice năm kia. 2016 thì phải. Đúng rồi, năm kia. Đấy là mình rất hay theo dõi một cái giải thưởng đấy. Thì cái giải thưởng đấy nó mang lại khá là nhiều cái... Đây là một trong những cái bài mình thích, bài E Magazine đúng không ạ? Đúng rồi. À, phải nói thêm là bởi vì Lân là người đứng sau rất nhiều bài E Magazine mà mình rất là thích đọc. Thì những cái bài viết đấy thì ngoài cái vấn đề là thiết kế đẹp thì chúng ta cần đến cái frame hình đẹp nữa. Thì đây là một trong những frame hình khá là đẹp của cái cụ, bây giờ cụ cũng mất rồi. Đúng rồi. Bọn mình bắt đầu làm thì là... Bọn mình làm video năm nay thì bắt đầu cụ cũng mất. Mất đúng sau khi mình clip ra xong rồi, gái thì cũng mất. Đây là những phim ảnh cũ của mình chụp năm ngoái, trước lúc mà cụ vẫn là khỏe mạnh, vẫn đến năm nay mình có lúc mình quay lại mình gặp cụ thì cụ đã phải điều trị bằng các cái máy đấy, máy chuyên nghiệp, máy chuyên dụng rồi. Mình nghĩ đây là một trong những cái mà gọi là thế nào nhỉ, yếu gọi là một cái điều khá là thú vị của nhiếp ảnh, đấy là chúng ta những cái người trong nhiếp ảnh, những người trong được chụp ấy, chúng ta khi mà nhìn lại nó luôn luôn là những cái lúc mà người ta cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc nhất. Đấy là những cái đấy là một trong những yếu tố mà mình thấy hay trong những khuôn hình. Ok, nói chung là nhìn lại cụ ấy vẫn rất là cảm xúc. Chắc chúng ta sẽ quay lại với bộ ảnh đấy, là bộ ảnh Thi vào 10 đúng không? Đúng rồi. Đây là năm bao nhiêu nhỉ? Đây là năm ngoái mình chụp. Các bạn năm nay Thi vào 10 đã thi chưa nhỉ? Thi rồi. Trước mình mới chụp. Sắp tới là đến lên thi học. Thi đại học. Ok. Bộ này thì mình chụp ở khá nhiều trường, tại vì mỗi môn là mình sẽ phải bị phân công ra một điểm trường khác nhau. Thì như ở đây là ở phía Đức thì phải. Việt Đức thì đây là mình chụp một ánh mắt một người mẹ, tại vì mình để ý mình sau khi một tức là mình luôn phải để ý một lúc sau khi mình nhìn thấy là mọi người sẽ như nào, mới bắt đầu mình
mình bắt đầu học theo thói quen họ, tức là mình bắt đầu nhìn thấy là họ có điểm chung gì đấy thì mình bắt đầu khai thác vào cái điểm chung đấy. Nhưng kiểu mình để ý các bố mẹ sau khi chạm biệt con trai con thì rất hay cười, rất hay kiểu rất hay nhìn với theo, rất hay nhìn, tức là các đứa con thì lúc nào cũng xuống xe cái là cầm cặp đi luôn, tại vì căng thẳng là xong rồi cũng nhiều cái yếu tố nữa. Nhưng mà bố mẹ lúc nào cũng xuống xe phát là nhìn con đắm đuối rồi kiểu nhìn tận lúc đi vào vẫn với mà nhìn ấy. Theo mình rất thích cái ánh mắt đấy của bố mẹ, sau khi nhìn đứa con thì luôn trốn tránh cái ánh mắt đấy. Thì mình bắt đầu mình đứng ở góc từ người con, mình đi tìm, mình luôn đứng ở sau gáy người con, mình luôn khi mà xe phụ huynh chở học sinh đến cái mình luôn mình ra đúng cái góc, mình căn nào đúng góc mà đúng mắt phụ huynh cái mình bắt đầu mình chờ vào cái mình chụp luôn. Cho hỏi một chút nhé, với đây là kỳ giáo năm đúng không? Giáo năm. Thế thì khi mà mình chụp xong bức ảnh ấy, họ cảm giác là họ có phát hiện ra không, hay là họ tức là khi mà họ nhìn thấy những cái lúc mà mình chụp thì họ cảm giác như nào? Thực ra thì lúc đấy thì họ cũng hiểu công việc của mình, họ biết mình là nhà báo và họ cũng thực ra họ cũng không quan tâm lắm, tại vì họ cũng không quan tâm lắm, tại vì thực ra họ cũng không làm gì sai cả kiểu. Họ cũng, tại mình cũng quen rồi, tại nhiều phụ huynh họ ở lại, họ ngồi la liệt lại mình chụp vì họ cũng không có đề gì. Cho anh nhìn qua một chút. Ồ, đây là đầu đông thế nhỉ? Đây là ở Trường Am năm ngoái. Ồ. Đây là khi kết thúc môn thi toán hay là tiếng Anh gì đấy. Ừ. Là mình đứng ở sát cổng trường rồi, lúc ấy đang chờ thí sinh đầu tiên ra chụp. Thì mình vẫn còn mầm 85 rồi, đang chờ thí sinh đầu tiên ra. Thế là đây nó rộng, không phải 85. Đúng rồi, mình vẫn chờ mãi không thấy đâu cả. Thế là mình quay lại mình xem tầm này đã đông chưa, mình quay lại xem mình kiểm tra túi rất có bị mất đồ hay là kiểm tra cài lại chắc ấy. Mình quay lại mình thấy là rất nhiều phụ huynh đứng rồi cũng ngóng giống mình. Theo mình nghĩ là cũng hay đấy, thôi mình mà tháo tào lao ra mình thay ống 14 vào, mình đứng sát là họ chỉ cách cái mình tầm này thôi. Là mình tầm này hay là mình bắt đầu đi sát, mình lùi lại một bước, mình chụp lại, mình đứng sát cùng trường mình chụp lại một cái, cần một cái sự linh hoạt hơn. Đúng rồi, ok. Đây và đến đây, đây là khi mà các học sinh họ tan ùa ra, họ tan ra cái thì lúc ấy mọi thứ nó rất là nhanh, mọi thứ nó rất là, nó chỉ có trong tầm 15 phút là mình phải xử lý tất cả mọi công việc. Và lúc đấy là mình cầm ống MF tự quay tay lấy nét, tự quay tay. Thế là ống đấy thì ở khâu độ 2.8 nó cho mình một trường sâu ảnh rất là khó. Vừa, nói chung nó cũng vừa. Nhưng mà cái tấm này mình chụp ở F8. tại vì là sợ mình lúc ấy mình không có thời gian để mình chỉnh nét nữa. Em mình vặn về ép một cái sâu và mình để cái vòng nét ở giữa. Mình vặn vòng nét ở giữa và mình cứ thế mình chụp, mình không ngắm một chút nào, mình ở góc này mình đưa máy xuống thấp mình chụp, mình không ngắm lại luôn, mà mình không có thời gian để ngắm lại. Mình chụp xong là mình đi chỗ khác, mình tiếp tục mình ướm cái ống 14 tầm nào mình vào chụp mà mình không nhìn, đến lúc mà mình xong hết mọi thứ mình mới xem lại ảnh. Ok. Thì ra những tấm ảnh cũng khá là bất ngờ. Đấy, thế là bây giờ kinh nghiệm chắc là chúng ta sẽ phải kiếm tiền nhiều hơn để mua ống AF của Canon cho đỡ khổ. Đúng rồi. Thì đâu phải cùng mờ em. Được không ạ? Đây vẫn là góc rộng. Đó là góc rộng. Đây là góc 85. Góc 85. 85 cho mình một cái trường sâu, nó có nhiều lớp, tạo ra nhiều lớp của bức ảnh, ví dụ lớp trước. À, lớp trước rồi xong rồi đến lớp chính rồi lớp sau. Và không bị làm phiền họ, mà họ không cảm giác là họ bị mình bị chụp. Hay em có thể chụp cận vào những cái góc như này. Một cái khoảnh khắc, một cái nắm tay của người mẹ. Đấy, mình nghĩ là những bức ảnh, bộ ảnh rất là đẹp. Ok, đấy là chúng ta sẽ nhìn, gọi là đã nhìn qua được những cái gọi là như nào nhỉ? Khoảnh khắc mà anh chụp, đa phần là vòng 85 đúng không ạ? Đúng. Ok, thế bây giờ mình một câu hỏi nữa, đấy là bạn đã sử dụng ống này được bao lâu rồi? Mình dùng ống này được khoảng gần một năm. Gần một năm, thì mình khá hài lòng về ống này. Cái điểm bạn thích nhất ống kính này là gì? Mình, cái điểm thích nhất ống này là nó nhỏ, tức là nó rất khá là gọn. Nhiều người không biết, nhưng mà mình thấy cảm giác ống nó rất là gọn so với cả một ống, tức là mình có 7200 nữa, nhưng mà mình không bao giờ mang 7200 đi, tại vì nó rất là cồng kềnh và nặng, và thậm chí là nó không thể để thêm một ống nào nữa, nó không thể ăn gian thêm một ống nào nữa được nữa. Và ống 85 này gần như là mình có thể mang thêm một ống backup nữa, ống 100 nữa cũng được. Và điểm thứ nhất là nó nhỏ gọn, và vì nó gọn thôi đúng không? Nó gọn, nó rất là gọn, và thực ra nó mà khẩu độ nó vừa đủ, khẩu độ nó 1.8, nó đem lại cho mình một cái độ mịn phông, một cái độ xóa phông nó khá là ổn để tách được chủ thể. Tức là bây giờ ngoài vấn đề là tiêu cự, mình thấy vừa rồi thì Lân nói đến một yếu tố mà thích, chắc là vấn đề là bởi vì là cái khoảng cách là một cái khá là quan trọng. Thực ra với mình thì mình dùng 50 hơn, là bởi vì cái khoảng cách, mình nghĩ là với mỗi người thì nó sẽ có một cái khoảng cách gọi là cái vòng an toàn rồi đâu, thì với mình thì mình thích dùng 50 hơn, là bởi vì là hồi trước ấy
mình cũng bắt đầu hồi mới chụp ảnh thì mình cũng bắt đầu chụp bằng cái ống xa hơn một tí. Vì mình nghĩ là chụp ở xa thì nó sẽ tạo một khoảng cái sự tự nhiên cho cái người chụp kia. Nhưng mà về sau mình càng chụp thì mình càng thấy là khi mà chụp được cái bức ảnh đấy, nếu mà chúng ta biết được cái câu chuyện đằng sau bức ảnh đấy thì sẽ còn hay hơn nữa. Thế là mình bắt đầu chụp ống 50. Và gần đây thì mình còn nghe được cái chuyện rất là hay là về ống 24, 28 nữa. Thế chắc thời gian tới mình sẽ thử cả ống ở đấy. Nhưng về cơ bản thì mình cũng khá thích ống 85. Nhưng mà ống 85 hồi đấy mình chụp hình như là mình chỉ chụp chân dung thôi. Thế thì bây giờ như Lân nói, Lân sở trường là chụp lifestyle đúng không? Thế tại sao bạn lại chọn ống 85? Tại vì thực ra theo mình thì như mình, theo kinh nghiệm mình trước dùng 50 rồi thì mình cảm giác mình có thể xử lý được các cái bối cảnh, tức là xử lý được các cái góc kể cả toàn hơi chật một tẹo nhưng mà vẫn xử lý được trên ống 85 nên mình ăn gian được. Tại vì mình quan niệm là mình phải dùng đến mức mà mình hiểu được cái ống đấy, mình hiểu, mình cảm giác là ống này làm được thì nó sẽ làm được thì mình ok. Bởi vì thật ra thì thế bạn nghĩ thế nào về chuyện là kiểu như là người ta khi mà mình nói đến 85 nhé thì người ta chỉ nghĩ đến là chụp chân dung thôi? Ngày trước mình nghĩ thế, ngày trước mình cũng nghĩ là có rất nhiều người quan niệm là kiểu 24 chỉ chụp cảnh, 35 chỉ chụp cảnh, đến 50 hay là đến 85 bắt đầu mới chụp được. Thậm chí là những cái lời khuyên trên mạng cho những người mới mua kính ấy, mới mua ống kính ấy, là bác một chút chân dung không thì bác phải mua 85. Thế mà mình nghĩ là tại sao lại có những cái định kiến như thế về ống kính, một cái tiêu cự như thế. Tại mình đã nhìn thấy rất nhiều bộ ảnh chụp chân dung bằng ống 24, họ chụp ra tạo ra một cái hiệu ứng rất là hay, và từng nó tạo ra một cái sức hút ở trên các trang báo rất là mạnh về việc là dùng ống rộng để chụp vào cận hay là dùng ống xa để chụp vào một cái cảnh rộng. Thì mình nghĩ là mọi khái niệm nó chỉ là tương đối, mọi định kiến nó chỉ là tương đối, vấn đề là bạn sử dụng ống ấy như nào và góc nhìn của bạn như thế nào. Mình vẫn tin là 85 thì đúng là người ta rất thích về chuyện là chụp chân dung. Thế thì bạn nghĩ bạn đã thử chụp chân dung, tức là mình được nhớ là bạn cũng hay chụp những cái bộ ảnh mà kiểu như là về gọi là như nào nhỉ, về những người nổi tiếng bằng ống 85 đúng không? Thì hôm nay chắc là chúng ta phải xem cái bộ ảnh hôm trước đúng không? Bộ ảnh hôm nay vừa chụp không đúng không? Đúng rồi. Qua nói chuyện hôm nay bộ nào nhỉ? Đây. À không phải, xa nữa đúng không? Ảnh trung thử đây. Thế thì hôm nay thì là Lân đã được đưa cho một ống mà bạn ấy không phải ống của bạn ấy, ống bạn ấy là ống 85 đây. Ống 85 1.8 đúng không ạ? Đó, Huy 85 1.8 đây. Đúng không ạ? Cho mình xin một cái ống 85 1.8. Đây, cho cái zoom thẳng vào luôn cũng được, không sao. Đây là ống 85 1.8 của Lân. Và đây là cái chiếc ống mà hôm nay bạn được dùng thử. Rồi ạ, đây. Đây là ống 85 mới của Canon, vừa mới, nói chung là ống khá là mới, nó mới ra mắt năm ngoái à? Năm ngoái, nhưng mà đến thời gian gần đây bắt đầu người ta dùng nhiều hơn. Thế thì hôm nay thì bạn đã chụp gì nhỉ? Hôm nay mình được chụp một kho báo của chị Mỹ Linh ra mắt cái tour sắp tới của chị ấy. Và mình có cơ hội được dùng thử 85 1.4 của Canon. Yeah. Và mình có chụp thử một vài chân dung của một vài nghệ sĩ ở đấy. Như mình xem ở đây là mình chụp anh Huy Tuấn mà mình khá thích cái mình chụp ra, mình thấy cái mình khá ấn tượng về cái ống này khi mà mình chi tiết nó rất là tốt. Và một vài tấm nữa mình chụp chân dung của anh ấy. Chả xóa phông, gọi là mì bồ luôn. Đây là anh, đây là anh đạo diễn. Anh đạo diễn của cái ngày hôm nay. Đúng rồi. Và đây là con gái chị Mỹ Linh. Ôi, trông khác. Đã rất lâu rồi, mình nghĩ đã rất lâu rồi. Từ cái hồi chắc là mình xem cái tour gì của chị ấy rất là xa rồi. Ok. Và đây là gia đình chị ấy. Thì mình bắt em là chị Mỹ Linh và mình khá ấn tượng là nó khá nét, tức là thậm chí nó để 1.4 mà nó thậm chí xóa hết cả hai người kia đi, xóa hơi nhẹ nhẹ hai người kia đi một tí, tại mình cố tình để 1.4 xem ở cái khoảng cách gần thế thôi nó có thể đẩy được cái hai đối tượng gần ra xa khỏi cái mình chỗ mình lấy nét không, và mình khá ấn tượng nó đẩy được hẳn ra. Tức là bởi vì thật ra mình thấy cũng là một trong yếu tố để mà khi mà thử ống kính, đấy là phải thử ở cái khẩu độ lớn nhất đúng không ạ? Nếu phải tự nhiên là mình phải thử, một trong yếu tố mình nên thử khi thử đấy là thử ở khẩu độ lớn nhất. Thì ở đây là theo mình nhìn thấy là chị Mỹ Linh thì nét, anh Quân và bạn này thì mờ một chút nhưng mà cũng là hay, bởi vì là kiểu như là chính phụ đúng rồi, đúng rồi, người này là chính rồi thì hiểu đại loại là hôm nay là sân khấu của chị rồi. Thì chị phải dã hơn người khác một chút. Với cả mình nghĩ là cái khẩu độ lớn nhất thì nó sẽ cho ra được cái ưu điểm và nhược điểm của lens của cái ống kính đấy luôn. Triển ra khẩu độ lớn nhất nó sẽ ra được cái ưu điểm nhược điểm. Đây vẫn là anh Huy Tuấn, anh này trông căn bản là
anh trông cũng chất. Anh trông chất nhất thế là mình à, thế là mình khi mình chụp thì vì mình thấy đây là anh ấy ngồi khá là gần cái phông nhưng mà khả năng xóa phông cũng cũng khá là ổn. Nói chung là nó khiến mình rất là ấn tượng khả năng nó hơn hẳn 1.8, rất là hơn hẳn 1.8 mà nó hơn quá hay là mình cũng là nó khả năng chụp zoom nữa. Mình chụp ở những cái tấm này đều ở tốc khoảng độ 30-40, một tốc rất là nó rất là kiểu may rủi. Tại vì mình muốn đổi thử ISO xem như nào, mình muốn tấm này ISO như có 400 thôi. Rồi. Có tầm mặt chỗ này rất là tối. Thì thật ra bình thường nếu mà là một người bình thường khi mà chụp ảnh thì sẽ cố gắng là ưu tiên thử xem cái phần mà tức là cái tốc độ nó phải nhanh lên đúng không? Để mà chụp cho nó an toàn, nhưng mà đây là chúng ta thử luôn ống kính này thì ok. Nó khá là ổn, trông cũng đặc biệt là mình nghĩ là một trong những yếu tố mà rất là quan tâm khi mà những cái ống kính kiểu như là chụp chân dung này, đấy là việc xóa phông. À việc là cái bokeh của nó như thế nào. Cái bokeh thì nó không hẳn là cái này, để mình cũng nói lại với mọi người là bokeh nó không chỉ hẳn là những cái vòng tròn như thế này. Tức là không chỉ là những cái vòng tròn như thế này mà nó còn là khả năng chuyển của cái nét từ cái người đấy ra ngoài như thế nào. Thì một số ống kính thì mình thì không đẹp là vì nó bị sắc quá. Cái người cứ như là kiểu bị cắt từ Photoshop ném vào cái hình đấy. Đôi khi nó là như thế. Thì cái mình nhìn thấy ở kính này thì cái độ chuyển nét ở cái phần này nó vào nó mềm hơn một chút. Mặc dù ở 1.4 thật ra 1.4 là một cái khẩu độ khá là hên xui. Đúng rồi. Nó nặng sự hên xui bởi vì là cái trường nét nó rất là mỏng. Và thứ hai là nếu mà quá đáng thì cái nền của bạn sẽ toàn là kiểu bokeh tròn tròn thôi. Đúng rồi. Nó sẽ hay bị cắt ra. Thì đấy là một trong những sự khá là hên xui. Nhưng mà đây mình nhìn thấy chuyển nét là vừa phải. Anh Huy Tuấn nét đúng không? Anh Huy Tuấn nét này, cái kính của anh cũng nét này. Dâu thì cực kỳ nét này. Cái này thì chắc chắn là đây là độ chi tiết. Bạn sử dụng máy ảnh gì hôm nay nè? Mình sử dụng ống 6D. Chiếc 6D là chiếc 6D đúng không? Đấy, chiếc 6D thì cái độ phân giải nó cũng không phải là quá lớn, nó cũng bình thường á. Nhưng mà nhìn thấy đây chi tiết đây cực kỳ gọi là không có gì phải bàn. Chứng tỏ là bạn cũng khá là kết đấy. Đấy là về ảnh dùng thử ngày hôm nay. Chúng ta dùng thử hai ống này rồi. Thế thì chắc là hôm nay thì nó hơi ít, nhưng mà theo bạn thì bạn thấy là điều gì là nó hơi hạn chế của ống kính này một tí so với ống kính mới đây? Tức là so với tương 1.4 so với 1.8 đúng không? Đúng rồi. Tức là mình thấy hạn chế gì của 1.8? Hạn chế 1.8 thì theo mình là nó những cái rất là rõ ràng là không một chống rung và cái khẩu độ nó không bằng 1.4. Và chắc là ý là các cái thấu kính bên trong nó không có chất lượng bằng. Và cái chắc cái build cái thứ nó cũng build của cái 1.4 nó rất chắc chắn, nó rất chắc chắn, mình thấy cầm rất là nặng, nó rất là nặng. Và cái build ở ngoài của nó rất là cứng cáp. Còn 1.8 thì nó hơi bị nhựa một chút, nó hơi bị mang âm hưởng của 50.4. Thế cũng đúng thôi, bởi vì nói chung là Canon thì phân cấp nó tương đối rõ. Đúng rồi. Tức kiểu như là khi mà bạn ở mỗi tầm tiền thì bạn sẽ được đánh đổi cái gì, thường là ở tầm tiền thấp hơn một chút thì bạn sẽ có được chất lượng hình ảnh nó ok, nhưng mà có thể là cái vỏ bên ngoài nó sẽ không kiểu lì được những cái dòng như là rất xịn thì nó sẽ không có. Nhưng mà ok, về một cái câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta chuyển sang cái phần mà để cho mọi người sướng mắt hơn để chụp thử, thì đấy là bạn cảm thấy là nếu được cho bạn cho phép thì bạn sẽ có muốn nâng cấp lên 1.4 không? Thực ra cái như mình vừa nói, cái ưu điểm của 85 với mình ấy là nó có một cái sự nhỏ gọn, rất là nhỏ, và nó có một cái khẩu độ gọi là vừa phải. Chứ mình rất thích ống 85 tại vì nó rất là nhỏ, vì thậm chí mình kiểu khi mình cầm hai ống 35 85 đi, cầm một phát đi luôn được, thậm chí để chung một ba lô nhỏ được. Nhưng mà sau khi hôm qua mình đến hôm nay mình thử ống 85.4 này thì mình rất là ấn tượng với nó. Cái suy nghĩ đấy của mình bắt đầu bị lung lay, nó hơi lung lay một chút. Mặc dù mình nghĩ là nó chỉ hơn 1.4 1.8 thôi, và chứ là chống rung mình không quan trọng lắm, là hơn 1.4 1.8 thôi. Nhưng mà thực ra cái ống này nó rất là khiến mình suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì từ trước đấy trước khi mình thử ở ngoài, mình đã suy nghĩ về là có nên thử sang 1.4 xem. 1.4 vì mình cũng biết là rất nhiều hãng có 1.4 và sẽ suy nghĩ, nhưng mình đảm bảo là khi mà cầm ống kính này bắt đầu cái sự lung lay bắt đầu lớn hơn. Thế chắc là mình sẽ để mình chắc là các ad phải để em gà cho mượn nhiều hơn để từ từ đổi bán thận dần dần, đúng không? Ok, nói chung là nói qua một chút về ống kính thế cũng biết rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là chuyển sang cái phần mà chụp thử luôn đi, cho mọi người thấy hay hơn. Thì đây chính là cái phần mà mọi lần nếu có gọi là chiêu bài của khách mời, tức là khách mời có bài gì thì phải hiện ra ở đây, đúng không ạ? Thế thì hôm nay Lân sẽ mang đến điều gì? Hôm nay mình sẽ chụp thử sản phẩm bánh macaron ngay tại studio của 50mm bằng ống 85 1.4. Cả 1.8 đi cho nó máu. Tức là phải hai, có một cái, tức là cả hai so sánh cho các bạn. À quên mất đấy,
Từ từ, không biết Lân đã xem livestream lần nào chưa? Ờ, mình có xem lại, mình hay xem lại nhưng mình chưa xem cùng lúc rồi. Ờ, thế em có biết trong livestream có tiết mục tặng quà không? À, có, nhưng thường là tặng cho khán giả. Đúng rồi, em không có. Đấy là anh hỏi đấy thôi. Ok, chúng ta sẽ xem đến với cái câu hỏi ngày hôm nay. Ô, xin lỗi, hôm nay câu chuyện nó hơi... Mình được nhìn lại vài bức ảnh mình thấy thích, thế là mình nó hơi bị sa đà. Thế chúng ta sẽ đến với câu hỏi ngày hôm nay. Câu hỏi ngày hôm nay đấy chính là Mai Lân hay sử dụng, tôi thích sử dụng ống 85mm nhất ở thể loại ảnh nào? A là gì nhỉ? Chết rồi, xin lỗi. Phương cho anh nhìn lại cái nhìn cái kia một chút ạ. Phương lùi ra một chút ạ. Rồi, rồi, rồi ạ. A là phong cảnh, B là sự kiện, C là lifestyle và D là street life. Các thể loại này em đều chụp vừa đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh sẽ hỏi lại lần nữa. Rồi, câu hỏi lần này là ngoài thể loại ảnh chân dung. Đấy, xin lỗi, ngoài thể loại ảnh chân dung. Thì Mai Lân thích sử dụng ống kính 85mm nhất ở thể loại ảnh nào? A là phong cảnh, B là sự kiện, C là lifestyle và D là street life. Được chưa ạ? Rồi ạ. Mọi người hãy comment nhiệt tình để nhận được phần quà. Thì phần quà chắc là ai không, chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Nếu mà ai chưa biết thì chúng ta cho mọi người xem lại. Em biết phần quà gì không? Không, em không. Thế mà anh đã bảo anh tưởng là em xem rồi. Em nhưng mà em lướt qua phần quà. Lướt qua phần quà thôi. Đấy, em xem lại. Đây này. Đây là một trong những cái chiếc túi máy ảnh mà anh nhớ là hình như đến bây giờ là chúng ta có 4 khách mời rồi. Và ai cũng đòi. Xem xong thì đòi luôn. Được không ạ? Đây. Em đã nhìn thấy cái sự thèm muốn nó dâng trào chưa? Em đã nhìn thấy thèm muốn rồi. Đây là chiếc ống kính, à châm xin lỗi. Ống kính mình nhầm. Xin lỗi. Đây là chiếc túi máy ảnh Herringbone của Canon, rất là đẹp. Thì chắc là để máy phim của em vừa đấy. Em bắt đầu thèm muốn dần thì em liên hệ anh ngoài kia nhá. Anh đang đứng ngoài kia. Anh túi này mình rất là đẹp, mình thấy là nó rất là hoài cổ. Chất cũng đẹp đấy. Đây nó có túi có dây đeo cho em luôn, trông nó rất là hợp cả các bạn thích hoài cổ ấy, bạn đựng máy phim đẹp mà. Phim đẹp, khá đẹp ấy. Mà máy mirrorless. Em phải luyện thêm môn mirrorless của Canon nữa, mấy cái máy cũng đẹp. Đấy. Đây là một trong những cái túi mà mình thấy rất là thích. Mình mà thích mà bắt đầu mình Lân có vẻ là hơi dễ lung lay đấy. Cứ thấy đưa đồ nào hay là lung lay ngay. Kiểu 85.4 rồi bây giờ cái phần quà này cũng bắt đầu lung lay dần đúng không? Tí em ra xin này kia nhá. Ok, tất cả mọi người xin chào đã trả lời câu hỏi đấy. Và sẽ có 3 phần quà như thế này cho mọi người. Gồm có 3 túi máy ảnh như trên tay, 3 dây máy ảnh mà limited nhá, limited edition của Canon. Và 3 chiếc áo có slogan rất là nghe rất là mạnh mẽ. Đấy là shoot me if you can, nghe rất là mạnh mẽ ở Canon. Đúng không ạ? Rồi ạ, chúng ta sẽ quay lại phần câu hỏi sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ một tí đẹo thôi, đừng đi đâu cả. Chúng mình sẽ setup lại là cái studio này để chụp ảnh trong cái phần chiêu bài khách mời. Ok. Ok. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay chụp hình thật vui, cô nhỉ? Đúng rồi, rất là vui. Nếu các bạn muốn cùng chơi, cùng vui và cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp như ngày hôm nay, hãy tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho thiếu nhi 2018. Canon Photo Marathon Junior. Cùng chơi, cùng chụp, cùng cười. Yeah. Những góc nhìn khác nhau về nhiếp ảnh. Bình thường thì mình cũng thích chụp ảnh, nhưng mà trước đến nay thì mình chụp chủ thể và chụp người là chính. Dung thấy là một bức ảnh đẹp là một bức ảnh là mình phải đẹp trước đã, thì cái bức ảnh đấy sẽ đẹp. Những di sản văn hóa phi vật thể có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hiệu quả nền văn hóa phong phú đa dạng của dân tộc Việt Nam. Những thông tin thú vị, những hình ảnh độc đáo, hãy lên đường để cùng khám phá những di sản văn hóa phi vật thể tại Huế trong Trên từng cây số. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay chụp hình thật vui, cô nhỉ? Đúng rồi, rất là vui. Nếu các bạn muốn cùng chơi, cùng vui và cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp như ngày hôm nay, hãy tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho thiếu nhi 2018. Canon Photo Marathon Junior. Cùng chơi, cùng chụp, cùng cười. Yeah! We'll be right back.
hôm nay mình và Khôi sẽ... Ủa, mà Khôi đâu rồi ta? Cái gì vậy? Đối phương có vẻ quá nhanh, nhưng không sao, ta đã có cách. Đây, Canon X-Sort 190, ta sẽ bắt được nhà ngươi dù nhà ngươi có nhanh như thế nào. À, bắt quả tang rồi nhé. Cái gì mà bắt được siêu năng lực của Khôi vậy? Đây, đây là vũ khí bí mật của ta, Canon X-Sort 190, nó có thể chụp được mọi thứ rất nhanh đấy. À, Khôi cũng có cái máy Canon M10 nè. Nào, chúng ta hãy cùng chụp những bức hình đẹp nhé. Theo Khôi, hôm nay mình sẽ chụp gì nào? Hôm nay mình sẽ chụp đồ chơi, chắc là vui lắm á. Nhưng mà phải là một bộ đồ chơi thật nhanh, thật vui cơ. Hay là mình chụp tàu lửa đi. Được đó, hôm nay mình sẽ chụp tàu lửa nhé. Chụp trước nhé. Nhưng mà muốn chụp đẹp thì phải chọn chế độ chụp trước nhé. Vậy hả? Bây giờ bấm vào đây và mình sẽ bấm vào chế độ Sport để chụp những phần chuyển động nhanh. Khôi, check cho mình với. Ok. Đây, sao màn hình hỏng hết trơn vậy? Tại Khôi không biết lấy nét thôi, để Yến chỉ cho. Đây, để Yến chụp cho Khôi xem thử nha. Nè. Wow, hình đẹp quá. À, hay là mình lấy thêm đồ chơi để tạo cảnh đẹp cho đoàn tàu nhé. Ok, let's go. Đây, Thiên Khôi sẽ tạo một cảnh đoàn tàu chạy trong tuyết. Và Yến sẽ tạo những bong bóng thật lung linh. Cùng chụp nào. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay chụp hình thật vui, Khôi nhỉ? Đúng rồi, rất là vui. Nếu các bạn muốn cùng chơi, cùng vui và cùng chụp những bức ảnh rất là đẹp như ngày hôm nay, hãy tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho thiếu nhi 2018 Canon Photo Marathon Junior. Cùng chơi, cùng chụp, cùng cười. Chắc là mọi người bắt đầu nhìn thấy cái khung cảnh nó tối tăm rất là nhiều đúng không ạ? Vẫn là những ảnh 360 đây thôi, chúng ta không đi đâu cả. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với setup rất là đơn giản này, gồm có ok, nhìn thấy bánh đây không ạ? Đây là những chiếc bánh mà chúng ta sẽ sử dụng ngày hôm nay. Đây là phía xa là một cái dàn đèn nhỏ nhỏ ở đây thôi, chỉ để giúp cho bạn là có cái những cái bokeh phía sau nó hay hơn. Và hết rồi, cái đấy thì bây giờ chúng ta dàn đèn đây rồi, còn đâu thì bây giờ chụp thôi. Okay. Chúng ta sẽ quay ra photographer của chúng ta được không ạ? Photographer của chúng ta đâu? Rồi đây. Ống kính mình đang sử dụng là ống kính 1.8, nó là 1.8. Đây là ống kính của Lân đúng không? Của mình. Rồi, như mình... là mình thấy đèn đây nó hơi thiếu một tí. Sau đây mình sẽ chụp bánh macaron này với cái background là một dàn đèn
đèn nhấp nháy. Nhấp nháy bình thường thôi. Và mình đơn giản sẽ cho các bạn thấy là cái độ bokeh của từng ống khác biệt như thế nào. Và sau đây mình chụp thử. Đầu tiên là ống chụp thử. Rồi vào cận ống đi ạ. Và chúng ta vào cận ống nhìn thử luôn xem như thế nào. Sáng lên một chút chút. Chụp sát một chút. Rồi ạ, mọi người có thể nhìn thấy là ở đây thì cái setup nó khá đơn giản, chúng ta sẽ có một cái đèn ở phía trên như thế này thôi. Còn phía xa thì nó là cái dàn đèn nhấp nháy. Thì bây giờ mình đang cho nó hết nhấp nháy rồi. Chúng ta hoàn toàn thể sẽ cho mình nhìn cái đi ạ, cho mình nhìn cái màn hình iPad đi. Để mọi người được nhìn thấy cái khung cảnh hiện ra như thế nào. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp, trông rất là ấn tượng đấy. Rất là lung linh. Ở đây đang là khẩu 1.8 đúng không ạ? Đổi là 2.5. 2.5 xin lỗi, 2.5. Để mình có thể hạ xuống một chút để cho bạn thấy bokeh. Mình nghĩ là tại sao lại không đẩy cái kia vào một chút đi. Thì mình sẽ cắt cái bàn ở phía dưới chắc là hay hơn. Ừ, mình sẽ đẩy cái bánh vào một tí đi. Một tí thôi. Ok. Đây mọi người đang nhìn thấy là một cái khung cảnh mà trực tiếp luôn đúng không ạ? Nhìn thấy rõ ràng là cái bokeh phía sau nó rất là đẹp. Mình chú thử các bạn xem. Đây là cái bokeh ở sau ở độ 1.8. Nó rất là tròn. Mình thấy nó khá là tròn, nó thật ra nó cũng hơi, nó gọi là quả gì nhỉ? Không hẳn là quả tráng, nó tròn hơn quả tráng. Quả ô liu à? Cái này mới, tức là bokeh quả ô liu. Nhưng mà hình như nó hơi sáng một chút, chắc là mình nghĩ là cho một chút vào đi ạ, cho cái che sáng một chút đi. Rồi, chúng ta sẽ cần một cái, đây ạ. Anh sẽ cho mình nhìn một cái toàn cảnh đây này. Sẽ có một cái người đang làm nhiệm vụ là giảm cái sáng ấy xuống một chút. Nó sẽ làm mềm cái ánh sáng vào trong cái bánh này nhiều hơn. Rồi nó đang tối rồi, nó thấy tối, rất tối rồi. Mình sẽ tăng sáng lên. Khẩu thôi nhá. Đây. Mở khẩu ra cho nó gấu. Rất rất lung linh, vô cùng là lung linh luôn. Lung linh là lên luôn đấy. Đây như bạn thấy, đây là ống kính 8.5-8. Chúng ta nhìn thấy là cái khi mà có sự che sáng vào thì những cái bánh ấy nó không còn bị gọi là như nào nhỉ? Nó không còn bị quá là sáng ở cái bề mặt ở phía trên nữa. Nên là trông nó khá là đẹp. Chúng ta tí nữa sẽ có tiết mục là như thế nào nhỉ? À, hậu kỳ luôn cùng Maiden được không ạ? Hôm trước mình gà rồi, có quả hậu kỳ cùng Maiden mới được. Để xem là chiêu bài này thì khi hậu kỳ xong còn như thế nào. Em cảm thấy nào? Em thấy cá... Chúng nó vẫn là ống cá lăm mà em biết thôi. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái ống mà em ít biết hơn một tí được không? Ok. Được rồi. Sẽ thử cái ống của Canon 85. Vẫn là 85 thôi. Nhưng mà nó là 85 1.4. Bật lại. À, em bật lại đi, em cứ bật lại đi. À, chắc là về mọi người sẽ, chắc tí sẽ connect lại một tí, không sao đâu. Chúng ta sẽ về cái góc này đi ạ. Đây là 1.8 ban nãy, mình sẽ chuyển. Rồi, chút để anh bấm sang. Rồi, nhìn thấy rồi ạ. Đây là 1.8, chúng ta sẽ nhìn thấy vẫn tiếp tục là lung linh. Đây là 1.8 đây, 1.8 đây. Còn đây là 1.4, mình hạ xuống đây, 1.4 đây. Mọi người nhìn thấy khẩu độ, cái phần khẩu độ ở góc bên tay trái này. Nó là 1.4. Ủa, trông tròn khủng khiếp ạ. Em có thể bấm lên màn hình em. Đó. Đấy là hiệu quả của việc đang dùng một cái máy có gọi là màn hình cảm hứng, là thay vì việc là ông phải chỉnh nét thì ông chỉ việc bấm vào màn hình thôi. Đấy em đấy là một yếu tố nữa để em nâng cấp 6D của mình. Ồ, nó khá là tròn đấy. Cái chúng ta sẽ phải đợi cái đèn. Đây là một trong những cách chụp. Nói chung là nó phải mang tính thời điểm, tức là bạn phải đợi cái đèn của mình nó sáng lên, bởi vì cái đèn của mình nó lại không sáng một cách liên tục, mà nó hình thoảng nó phải gọi là lên xuống một tí. Chúng tôi lấy nét rất là nhanh. Nhưng hẳn là ống kính của mình và nó... Mặc dù nó là một cái ống khẩu độ 1.4, tức là nó sẽ kiểu gọi là cái kính nó to hơn rất là nhiều. Nếu bạn nhìn thấy là cái ống kính ở đây. À, cho mình xin cái ống kính 85 1.8 được không ạ? Đây. Đây là 85 1.8, so với 85 1.4 thì nó gọi là nó bé tương đối nhiều. Đây mình tháo nhiều. Cái này ra không thì đây bạn tháo đây. Mình đây. Rồi, để bấm vào. Rồi, tức đây là hai ống kính này. Thì nó chênh nhau về độ dài, chắc là đây nó cũng chênh nhau tương đối đấy. Chênh nhau tương đối luôn. Tương đối đấy. Nhưng mà về chất lượng hình ảnh thì sao? Lân đã xem chưa? Lân cảm thấy thế nào, nhìn thử một vài bức ảnh. Ở đây để mọi người demo cho mọi người xem. Rồi, để đấy mình xem. Đây. Em có muốn chụp thêm thì cứ chụp thêm nhá. Anh cho mọi người xem được thôi.
Đây ạ, chúng ta sẽ nhìn có bức ảnh đấy là 85 1.4, ở khẩu độ 1.4 luôn. Ôi, nó rất là nét, đẹp đấy. Cái phần ở trên thì cái nét nó hơi mỏng, nhưng mà cái bokeh rất là tròn. Mọi người xem, đây vẫn là 85 1.4 này, bokeh cực kỳ tròn luôn. Đây, đợi thì nó đang lốt cái ảnh này, vì nó đang phải lấy từ trong cái này. Đây là 1.8 đâu nhỉ, chúng ta sẽ phải chọn 1.8 để nhìn thử. Ôi em chụp nhiều quá. Đây, ở đây 1.8 rồi. Đây 1.8 là em chụp. Đây 1.8. 1.8 này. Với ánh sáng này, điều kiện ánh sáng này nó vẫn còn tăng tương đối là lý tưởng. Đây là mình chuyển sang cái khác cho nó lốt nhanh hơn một tí. À không, nhưng mình nhìn thấy cảm giác nó hơi... cái nét ấy, nó hơi mềm hơn một chút. Cái kia nó sắc hơn. Đây mình cảm giác là nó hơi mềm. Trong nó hơi mỏng, hơi mỏng quá. Không, tức là cái độ sắc nét ở trên cái sản phẩm này nó hơi nề, hơi mềm. So với trước 1.4 thì nó... Đây là cái chi tiết này, cái chi tiết ở cái vùng này nó xuất sắc hơn rất là nhiều. Thì nó sẽ nhìn thấy bức ảnh nào mà nó... Đấy. Nó rất là nét, nó rất là cái nét cái chi tiết mà phần nét cần nét ấy, tức là bấm vào nét rồi, mặc dù nét nó mỏng, nhưng mà tức là cái phần nào cần nét là nó trông nó rất là sắc. Nó sắc hơn nhiều. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một cái thể loại mà nó khó khăn hơn một tí đi. Đây, chúng ta đặc biệt bức ảnh nhìn thấy rõ ràng là cái phần nét nó sắc hơn rất nhiều lớp trong cái bánh này. Chúng ta chuyển sang thể loại mà khó hơn một tí được không ạ? Cho nó trông nó có vẻ đẹp đẹp hơn một tí được. Ok, hôm bữa mình thì mình có hỏi là sao chúng ta không chụp thử một cái thể loại gọi là dây cái bột đấy vào trong cái bánh này. Thế là mình sẽ chuẩn bị luôn. Ok. Rồi, chúng mình xin đây rồi, cái vải màu đen. Để làm được cái việc dây bột này thì phải có một cái mải màu đen ở phía dưới, vì nó sẽ làm cho cái nó tối hơn, nó dễ nhìn hơn, đúng không? Chúng ta sẽ để một vài cái bánh như đây. Tùy em ấy, em chọn bao nhiêu cái tùy em ấy. Ok ok. Đấy, đây là cái hồng, đây là cái hồng. Xong rồi cho nó 3 màu đúng không? Ok. Rồi rồi, ok. Rồi mọi người nhìn thấy đây là phụ kiện của mình. Phụ kiện của mình đây. Nó là một cái dây bột. Nó khá là phổ thông với những cái người mà thích làm đồ ăn thôi. Hơi sáng quá rồi. Mình chụp thử. Ok, cứ chụp thử trước đi. Mình ok. Mình cảm giác là nó hơi sáng. À, từ từ. Với thể loại này chắc là chúng ta sẽ dẹp cái phía sau nhé. Tắt đèn. Rồi. Mình đã tắt mất cái đèn ở phía sau của Mylan rồi. Chúng ta sẽ phải xem là Mylan đang nhìn thấy gì. Đây. Đây là cái mọi người sẽ bấm xong màn hình iPad được không ạ? Để mọi người xem là cái gì. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy không ạ? Đây là cái màn hình iPad thì chúng ta nhìn thấy là nó khá là tối. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta. Lấy nét rất là nhanh đúng không? Chúng ta chắc là sẽ phải cần một cái đèn ở phía sau lên. Vâng, hạ thấp cái đèn này xuống một chút được không ạ? Rồi. Với nếu mà chỉ chụp như thế này thì trông nó khá là buồn đúng không? Chúng ta sẽ làm một cái nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ dây những cái bột. Đây là đường xay bạn có thể nhìn thấy. Nói chung là nó không phải là cái gì nó quá là gọi là nguy hiểm đâu. Hơi sáng em ạ. Rồi rồi rồi. Đây nói chung là không có gì cả. Nó là một cái đường icing thôi. Thí dụ. Đang chuẩn bị chưa? Em chuẩn bị rồi. Em sẽ đợi tí nhá. Ok nhá, em đếm này. Bắt đầu. 1, 2, 3. Được chưa? Thêm một lần nữa này, Đợi tí, anh sẽ có bột đấy rồi, anh sẽ dày nó dễ hơn một chút. Được chưa? Okay, bắt đầu 1, 2, 3 bắt đầu. Đây là một trong những cái mẹo nhỏ nhỏ mình đã xem ở những cái bức ảnh chụp đồ ăn rồi. Xem nào, trông cũng khá là ổn đấy chứ. Ổn đấy. Anh đã nhìn thấy một cái bức ảnh ở đây nó khá là đẹp. Mày thì chụp xa một chút cũng được, em thử một lần nữa chụp xa. Được. Và chụp dọc ra. Rồi rồi. Ok. À đây, cái dây bột ở phần này là vừa đúng không? Ok, thêm mình sẽ gần một chút. Ok, em đếm ạ, 1, 2, 3. Ok. Ui, rồi, mình hiểu rồi. Đợi một chút ạ. Rồi, cái iPad của mình chắc là nó hơi slow, hơi lâu một chút.
Em có bức ảnh ưng ý chưa? Em có bức ảnh ưng ý rồi. Khá nhiều. Khá nhiều luôn rồi. Rồi, pe rồi, pe chưa ạ? Rồi, chúng ta xem lại bức ảnh nào mà có vẻ ưng ý nhất đi. Chúng ta sẽ xem sao chụp thử một bức ảnh mà nó để cái dây bộ nó để góc góc này thử. Theo kiểu như là phụ kiện thêm thôi. Được không? Cái bức ảnh nào ưng ý chưa? Chắc là cái phần mềm mà nó. Rồi, ok. Đây là cái khi mà bột dây xuống đúng không ạ? Nó tạo như một tuyết, như tuyết rơi. Không có cái nào có cái tay tôi à? Tay tôi đâu rồi? Có nữa. Xa quá. Anh ấn. Đây anh bấm xem đây. Đây là tay dây rồi. Hơi cao một chút. Hơi cao chút. Nó vẫn hơi cao đấy bà. Trông cũng được đấy nhỉ, trông cũng... Mình nghĩ chắc là phải tưng bừng hơn một tí nữa thì sẽ hay hơn. Tức kiểu trông nó nhiều rộng hơn. Rộng ra nữa. Ok. Ok, chúng ta ra làm thử vào một lần nữa nhá. Để mình cho nó nhiều bột hơn cho nó khủng khiếp. À ok, mọi người bảo là đằng sau background hơi rác. Để mình dọn hai đèn này ra chỗ khác. Rồi. Để tí nhá. Ok, anh từ từ nhá. Rồi, không sao đâu. Rồi, từ ạ, để đây không đổ. Được chưa? Từ, căn tay anh Huy ạ. Rồi đây, xin lỗi, đây. Từ, ra xa một tẹo nữa. Xa là tay anh xa ra? Không, máy em xa ra. À okay. Em lùi chưa? Ok chưa? Ok, anh thấp tay thử một tẹo. Ok, hãy dùng tay kia đi. Rồi. Thế nhá, em đếm này, anh sẽ rắc này. 1, 2, 3. Chụp nghe tiếng nó cứ rất là vô cùng liên hoàn. Nhưng mình thấy bức ảnh khá là đẹp rồi. Mình đã nhìn thấy bức ảnh tương đối là ổn ở đây đúng không ạ? À đâu, không phải, đấy là bức ảnh cũ. Đây, có những bức ảnh mới rồi. Ý, sao không nhìn tay tôi đâu? À đây. Đây. Mình thấy khá là đồ bếp đấy. Trông có vẻ là ấy đúng không ạ? Trông có vẻ cũng đâu ở đấy rồi chứ. Đúng không ạ? Trong cái bức ảnh này cũng ổn hồn. Cũng được. Chúng ta thử với, đấy là một vài hình ảnh mà chúng ta thử. Chắc là bây giờ mình thử làm động tác mà là gọi là hậu kỳ luôn đúng không? Em sẽ chọn ra một vài bức ảnh đi. Ok. Chọn ra bức ảnh nào thì bấm download bức ảnh đấy thôi. Chưa, không biết lúc ấy để đang để là RAW hay là gì. Để JPEG JPEG rồi, thế là không? Ok. Em chọn bức ảnh em yêu thích đi. Ok, thôi rồi, về cam này đi. Cho mình sim cam này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang cái phần mà một trong những phần mà người ta rất quan tâm. Đấy là chụp ảnh xong rồi thì hậu kỳ thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại ngay thôi, đợi nhá. Em ơi, chiếu clip.
Ok thì vừa rồi chắc là em đã chọn lòng ảnh ư ý rồi đúng không? Okay. Thế thì mình sẽ làm một cái động tác mà cũng khá là nhiều người đã làm ở đây, đấy là hậu kỳ. Nhưng mà nếu mà nói về hậu kỳ trên cái iPad hay là trên cái đại loại là những cái sản phẩm thiết bị di động thì như mới là người thứ hai được mà. Đúng không ạ? Mình có một cái điểm may là các bạn làm chụp đồ ăn, tức là ý là chụp đồ ăn ở đây thì đều dùng iPad để edit được luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với màn hình iPad. Okay. Được không ạ? Nói thêm một chút là vì bản thân cái công việc của mình là phóng viên ảnh. Thế nên mình sẽ phải gửi ảnh về cho những sự kiện trực tiếp trong vòng 15 phút sau khi sự kiện kết thúc. Và mình thì có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác chọn việc là mang một chiếc laptop cồng kềnh theo, thì mình quyết định chọn mang một chiếc máy tính bảng và một chiếc điện thoại theo để phục vụ cho việc chỉnh sửa ảnh trực tiếp luôn. Trong một thời gian mình quen dùng thế hơn, và sau khi dùng thì mình cũng quen rồi, quen việc là chỉnh ảnh trên điện thoại. Hôm trước thì mình cũng nói chuyện với cả Lân thì bảo là sao Lân bảo là em suy nghĩ mãi không lên 5D3 là bởi vì là 5D3 lại không có wifi, mà 6D thì có là vẫn giữ. Thế là mình bắt đầu tư vấn rồi, thôi lên 6D2 thôi hoặc là 5D4. Có hai phương án đấy thôi cho em lựa chọn. Okay. Ảnh hôm nay em chọn ảnh nào nào? Hôm nay em chọn 3 ảnh mà em sẽ import vào Vesco chắc nhỉ? Vesco. Vesco hoặc là Lightroom tùy em. Lightroom thì một khi em dùng Lightroom thì em dùng trên máy tính luôn. Trên máy tính luôn. Thế là Vesco. Okay, em chọn Vesco và đây là 3 ảnh em chọn ngày hôm nay, em import nó vào. Trông thao tác rất là thành thạo, chứng tỏ là rất là quen việc này rồi. Em chọn hai tấm cái sự khác, hai tấm có tay và một tấm không có tay, thì cái sự khác biệt duy nhất của hai tấm có tay đó là cái độ rơi của bột thôi. Cái độ rơi của bột thì em sẽ làm một tấm đầu tiên là tấm có tay trước. Rồi, thì em sẽ định làm gì về nó? Em sẽ chỉnh màu trước, tại vì thực ra thì làm trên máy tính thì làm trên máy tính sẽ làm kỹ hơn được. Còn làm trên điện thoại các cái phương tiện kiểu di động thì sẽ đa phần em sẽ làm màu, còn cho đại loại là chọn ra một cái màu mình thích xong rồi mới chỉnh theo cái màu đấy, đúng không? Thì đấy là thao tác thường dùng của anh. Anh không chỉnh nhiều. Thì như bình thường mình hay chọn thì là mình hay chọn màu như nhiều người biết, như bạn bè mình hay biết thì là mình hay dùng màu A6. Màu điện thoại phổ thông rồi. Mình sau khi mình dùng A6 mình sẽ giảm một chút A6 vì nó hơi mất nền một chút. Sau đó mình vào phần chỉnh chi tiết hơn thì mình sẽ chỉnh một chút sharpness. Nhỏ vẫn phải tăng sharp lên. Một chút clarity nữa. Và như các bạn thấy thì cái nền vẫn hơi, mình thì mình thấy là nó vẫn hơi bệt so với nền. Mình sẽ quyết định là giảm shadow đi một chút. Tăng chứ, để tăng. À để tăng. Như trên Lightroom thì kéo về âm. Thì mình sẽ giảm một chút để cho nó hiện được một chút nền lên. Thế là cho nó để nó không bị bệt. Đây là một trong những cái gọi là điều rất quan tâm là mọi người là đừng nên làm cho mọi thứ nó bị kiểu thành một cái cục đen ấy. Thì không nên làm như thế. Nên chỉnh cái hiệu ứng nó vừa phải thôi. Có một tip cho các bạn nào chưa chỉnh ảnh bao giờ thì mình nghĩ là nếu bạn không hiểu những cái mà như kiểu highlight là gì hay shadow là gì, bạn cứ kéo thử một phát từ 0 về 100 hay là ngược lại xem nó hiệu ứng ra như nào. Thì bạn sẽ biết là nó sẽ cái điểm gì. Rồi. Nếu như bình thường mình sẽ chỉnh thì nếu mà trên máy tính mình sẽ chỉnh một chút highlight thấp hơn một tẹo cho đỡ bị cháy cái phần bánh. Cái phần mình không thích của VSCO khi mình chỉnh trên điện thoại đấy là VSCO khi mà chỉnh highlight nó sẽ làm highlight bể xuống chứ không làm highlight, nó làm highlight tức là nó không giảm highlight xuống, nó làm highlight mà nó làm bệt hẳn đi cho mình rất là khó chịu. Thế là mình chỉ giảm một chút thôi highlight thôi, còn cái cốt muốn giảm được cái highlight mà nó đấy thì mình phải chỉnh bằng exposure xuống dưới để mình lấy được chi tiết cái phần trắng. Ok. Đấy, before after, giữ vào để xem before và after. Mình sẽ chỉnh một chút nhiệt độ lên cho nó ấm hơn một chút. Ấm hơn một chút. Nên như các bạn thấy được ảnh after, đây là ảnh before của mình. À quên mất, lẽ ra phải chọn cái ảnh thêm cái ảnh mà bokeh mọi người xem, quên mất. Đúng rồi, đúng rồi. Tí ở đây. Giảm một vàng đi. Okay. Ôi, mình nhìn thấy tay mình đẹp đấy. Nó hơi hướng low key một chút. Low key. Đây thì không phải hướng mà đúng là low key. Đây đúng là low key rồi. Thường thì mình sau khi mình làm xong một tấm ảnh như này thì như các bạn chỉ biết bình thường ấy,
thì thực ra các ảnh khác thông số cũng thế thôi, theo mình thường sẽ copy. Bởi vì thật ra bởi vì mình chụp trong cùng một điều kiện ánh sáng. Đúng rồi, thì mình sẽ thường sẽ copy cái edit đấy, mình paste vào hai cái này, paste vào nó. Thì nó sẽ thế. Nó sẽ ra cái preset y chang như cái vấn đề mình chỉnh. Chắc là chúng ta sẽ phải xem thêm một cái này đi. Chúng ta xem thêm một cái bokeh đúng vậy đi. Okay. Cho mọi người xem là bokeh của 1.4 với 1.8 khác nhau. Đúng rồi, bấm vào phần mềm, em bấm. Ok. Nó đang cái đổi đúng không? Nó đang cái đổi đúng không? Ok. À đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Một cái hay là đấy là mặc dù phải chúng ta đã kiểu cho cái máy nó slip một lúc rồi nhưng mà chỉ cần bấm vào phần mềm thôi cho nó cũng đang kết nối lại. Đây. Nó đang kết nối lại. Xong nó vừa tắt đi. Chết rồi. Mình sẽ vào phần setting. Tại vì lúc ấy đang để cái iPad nó tự chuyển ra. iPad nó mấy mét. Đây, mình sẽ vào cái nào. À đây để anh ra lại. Đây em vào lại cái này. Đây. Bật tay vào lại. Quên mất cái máy iPad nó sẽ tự động connect lại vào cái wifi của iPad. Đó, bình thường nó sẽ biết không, nó không bị như này không? Nhưng mà quên mất là đang lúc em mình vừa bấm ra ngoài để nó kết nối lại. Ok đó. Để kết nối vào. Ok. Để mà xin. Rồi. Ok. Được rồi. Ok. Để vào phần thư mục ảnh. Ảnh bokeh cũng đấy rồi nha. Đùa chụp nhiều thế. ok, là gì? Xin lỗi. Để bấm lại cho mọi người xem. Đang... À, thôi chết rồi. Rất xin lỗi mọi người một chút. Mình... Đó rồi, em lấy ảnh đi. Em lấy ảnh xong đi ạ. Mình lấy tấm 1.4. Cũng bởi vì thực ra cái chuyện là... Lúc bọn mình đã connect lại chưa? Một tấm. Okay. Một tấm, ok. Xong rồi. Rồi. Đâu nhỉ? VSO. Đây. Đang kết nối lại. Rồi, được rồi. Đặt tấm này đúng không? Ừ, đúng rồi. Em đã import rồi. Bị em vào VSO, em... Tại vì em vào VSO. Import tấm ấy vào. Ok. Thì... Trông ánh sáng nó vẻ rất chan hòa mà trông... Ánh sáng này... Mình thấy có cảm giác bắt đầu có một tí... không khí Giáng sinh trong mùa hè nóng nực rồi đấy. Mà mình sẽ dùng màu A6 hoặc là mình sẽ thử sang màu thường ngày hôm trước bí kíp mà mình học được là màu G2. G2. Thử màu G2 xem nào. Đây thì mình thấy hơi vàng. Đấy là màu cũng được. Hoặc là mình thử màu G6. G6 trông có vẻ phim đấy. Mình hay dùng màu G6 cho màu hơi hơi xanh. Chắc là chỉnh lại thôi. Giảm một chút để mình lấy được chi tiết ở phần trên bề mặt. Trên bề mặt cả cái bánh này đúng không ạ? Cao nhất. Giảm một hôm chút. Trước thì đấy, tức là mỗi một photographer là một cái màu mình yêu thích. Thì hôm trước là mình nghe là màu A6 này của Minh Ngọc là màu A6 và màu G2. Còn hôm nay thì là của Lân thì là màu G6. Có cái số nó cũng dễ nhớ, cứ 6.2, mọi người cứ chơi kiểu gì cũng sẽ đúng ra đúng cái màu đấy. Đây mình sẽ tăng một chút clarity lên để. Còn đây là một pha của clarity, tức là cái gì mà add clarity vào. Nếu mà tăng nhất thì sẽ rất là kinh ở đâu mình sẽ tăng. Hôm qua. Hôm qua hôm nay anh đọc bài 5 sai lầm của người làm hậu kỳ. Của người mới biết làm hậu kỳ đấy là tăng quá nhiều clarity. Đúng rồi. Clarity nó như kiểu mì chính ấy, nếu mà thêm nhiều quá sẽ rất là dễ say đúng không? Dễ say. Còn nếu thêm một chút thôi thì ok. Mình kiểm soát nó trong tầm khả năng của mình thì... Đây là một fan đi ăn phở không cần phải bảo không mì chính. Đây, một chút xanh một chút. Ui, kinh quá. Mày phải nhìn lại cái pha vừa rồi. Em phải cho mọi người xem lại thông số của vừa rồi, đó là em kéo lại tin với cả... Đúng không ạ? Đây là từ 00 mình kéo xuống một chút. Có kéo tin không nhỉ? Kéo tin một chút đây. Tin cả từ G6 nó hơi bị xanh. Thế kéo tin nó tím một tí đúng không? Tím một chút. Đây là hai yếu tố trong cái việc mà gọi là wall balance của mọi người đấy. Nếu mà ai hay chỉnh trên Lightroom thì sẽ để nhớ là hai cái này, một cái là xanh, một cái là nhiệt độ màu là xanh vàng. Xanh lá cây và vàng, một cái thì là xanh biển. Xanh lá cây, xanh biển, xanh lá cây và tím. Nhầm tí. Đây là đi before. Đây là after của mình. Trông có vẻ sắc nét hơn rồi đấy. Đúng là có thêm cái clarity mì chính là nó không
Ok. Bánh macaron mà cho mì chính, cái này cũng mới. Để mình thử, đây là sau khi mình thử một cái G6. Còn trước đấy là mình thử A6 ấy, A6 nó do một cái màu, đúng không ạ? A6 là một cái trung tính hơn thì phải. Trung tính hơn. Màu nó không làm biến đổi cái màu gốc của cái ảnh nó quá nhiều. Một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là những cái người mà làm chụp đồ ăn, tức là mình cũng biết là lần chụp vào ăn cũng hay chụp đồ ăn đúng không? Đúng rồi. Thì điều quan trọng, một trong những điều quan trọng đấy là không được làm biến đổi cái màu của đồ ăn đi. Màu đồ ăn. Mình thấy cái rất quan trọng trong chụp đồ ăn và chụp quần áo, fashion. Là rất nhiều bạn fashion mình biết, các bạn ấy rất ngại bị kiểu cái áo, tôi bán cái áo màu cam hả? Mà lúc lên ảnh cho khi chỉnh sửa rồi thành màu đỏ hả? Thì nó rất là sai, khách đến hỏi tại sao cái áo trên mặt rõ ràng nó ấy. Ok, ok. Thế trong cuối cùng là có hai bức ảnh như thế nào nhỉ? Chúng ta có hai bức ảnh là bức ảnh bokeh và cùng bánh macaron. Và bức ảnh là có tay rắc lên với hai cái phong cách khác nhau, là một cách là chụp bokeh trông nó phải sáng sủa và một cách là kiểu low key. Ok. Với mình thì mình thấy cái ảnh có cái tay đẹp hơn đấy. Đúng rồi, tại vì cái ảnh cây này thường là dùng cho những cái kiểu chụp đồ ăn, chụp cái hoạt cảnh chế biến và chụp cho kiểu đầu bếp này nọ, thì họ muốn tập trung vào đồ ăn thôi. Cái này thì mình nghĩ là nếu mà tay mình thấp hơn xuống một tí dạo nữa thì là đẹp. Đúng rồi. Thứ hai là thế là được một cái là đẹp, bởi vì là khi mà chụp cái anh này thì chụp 85 thì trông đứng từ xa hơn đỡ với bụi về ống kính. Cái quan trọng. Ok, đấy thì là gọi là chiêu bài khách mời. Nếu ai có hứng thú với những bức ảnh này và muốn xin lại thì comment có gì một mình post lên cho nó đẹp. Hay comment ở phía trong cái như này. Comment được hơi tí comment. Rồi, đây lại à. Trước nhưng mà rồi, bây giờ trước khi mà chuyển sang cái phần mà đọc câu hỏi của khán giả thì mình sẽ đọc lại câu hỏi của trao thưởng ngày hôm nay. Một lần nữa được không ạ? Cho hiện câu hỏi với. Câu hỏi em có nhớ câu hỏi là gì không? Câu hỏi là Mai Lân thích chụp ngoài chụp chân dung thì Mai Lân chụp 85mm với thể loại gì? A là phong cảnh, B là sự kiện, C là lifestyle và D là street life. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tí nữa anh sẽ hỏi câu hỏi okay. Sau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem khán giả nói gì được không? Không biết là khán giả đang chém gì. Cho mình xin cái link nhỉ? Cho anh xin cái link với. Chuyển được. Em tắt tạm thời cái màn hình iPad đấy. Rồi cho mình xin cái link. Hôm nay chụp thế nào? Có giống bình thường của em chụp không? Chung là nó cũng dần giống thôi. Tại bình thường là em chỉ chỉnh này khi mà những cái bài cần gấp và những cái bài kiểu trực tiếp em chỉnh. Còn được 3 phần em lại mang về máy tính em chỉnh trên Lightroom. Nhưng mà màu thì cũng là dùng màu A6 trên Lightroom. Em chụp không? Anh thấy bình thường là em, ví dụ em có chụp cái kiểu gọi là nó nhanh như thế này bao giờ không? Tức là kiểu chụp nó chụp ảnh luôn thì thường xuyên. Thường xuyên cũng thường xuyên, tại vì thường thì nhờ em làm báo thì sẽ phải có những cái sự kiện lớn cũng như kiểu giao thừa ạ. Mình không thể nào mà chụp xong rồi chạy về nhà được, xong rồi chỉnh ảnh khá là lâu đúng không? Khá là lâu. Mà cái quan trọng của những cái trang báo đấy là phải nhanh. Phải lên ảnh thật là nhanh để người ta mới xem. Rồi chúng ta sẽ xem qua ở đây có chết. Ok. Không phải, cho xin cái link khác ạ. Các em không biết là mọi người sẽ hỏi gì em, chắc là... Em nghĩ là mọi người sẽ hỏi gì em. Thời câu hỏi em sẽ nhận được là sẽ anh chỉnh màu bằng màu gì đấy. Đấy, chúng ta không mà chúng ta có ngay... Cái câu ấy mình trả lời xong rồi. A6 và... Tại ngày trước em từng đi một cái workshop do bên trường cũ em làm, thì sau khi em trình bày độ 2 tiếng đồng hồ nói hết mạch xong thì tất cả gì họ hỏi là anh chỉnh màu như thế nào đấy. Thì như cái câu này mình cũng... Mà trường cũ của anh có phải trường cũ của anh không? Ai là đúng không? Bọn mình được cái là trung trường thì chỉ có khác năm thôi. Khác niên khóa thôi. Giờ không sao, mọi người sẽ... Để mình thân trình lên xem có... Tại vì... Hôm nay như mọi người xem muốn cúp hơi nhiều. Có link rồi à? Đây. Đó đúng mà. Chắc là mọi người lại bắt mình login lại. Đúng rồi, ra đi. Bảng tin tỷ số World Cup á. À ok, nếu mà hôm nay mình thấy lo lắng lắm, bởi vì là thứ nhất là phải cạnh tranh với World Cup. Bọn mình cũng làm livestream, thế là
cạnh tranh với World Cup là một điều khá là đau đầu đấy. Chết thật. Đó, xin lỗi bởi vì tự nhiên mình lại phải dính rất nhiều thứ ở đây. Đây là khi thân viên đọc à? Đọc à? Tại vì hôm nay quên mất. Thôi hỏi để mình vào xem like Canon xem có xem được không nhỉ? Hôm nay mình sẽ chọn ở những cái người mà... Câu hỏi của khán giả. Anh thích chụp loại phim nào? Một câu hỏi mà không liên quan lắm. Ở đây cho mình xin. À rồi. Đây rồi, anh có cái cả một cái laptop to đùng cho để mà. Rồi có những, mình đã nhìn vào thấy có ngay anh Đoàn Tiến, anh khen là ảnh đẹp quá lân ơi. Em cảm ơn anh Đoàn Tiến. Có bạn An Xây, bạn bảo là anh giúp em về Lightroom nhiều lắm. Chắc người quen à? Đúng không ạ? Em không nhớ lắm, nếu mà đọc phía năm nào thì em có thể không nhớ lắm. Đọc tên thì... Rồi, thì loại phim. Mấy chụp loại phim mà nhất? Mặc dù không liên quan lắm nhưng mà ok. Phim mình thích chụp nhất là phim phim điện ảnh hoặc phim đen trắng. Ngày trước thì mình có thích chụp phim thường, thấp phim thường ấy. Xong rồi sau một thời gian mình phát hiện ra là cái phim điện ảnh, phim cine ấy, nó cho ra một cái màu nó rất là khác hẳn với những cái màu phim bây giờ. Là nó khó kiếm bình thường. Như cine style này, có vision 2, vision 3, xong rồi Etna này kiểu đấy. Ok. Đây của ngay các bạn để vào đòi nhận quà rồi đây này. Rồi. Một câu hỏi mình thấy cũng khá là hay. Đấy là Lân hay dùng AF hay MF? Vì mình biết là Lân có khá là nhiều MF. Ngày xưa khi mà em bắt đầu dùng ống kính ấy, thì cái máy đầu tiên của em là máy mirrorless, thế là thành ra là em có rất nhiều ống MF, 1.35, 2.8 này, 50.4 này, tất cả đều MF hết. Từng có thời tầm một năm đầu tiên em làm cái M4 là em tự tin là em chụp MF cái nét quay tay ấy là gần như là không ai độ được với em cả. Tại vì gần như là em chụp 10 tấm thì chỉ tầm 7 tấm trượt thôi. Cái này thì đúng là khó đọ đấy, khó đọ đấy. Rồi tức là 7 tấm trượt. Không ai đọ là em phải đọ trượt như thế nào? Ý em là không đọ, không sao đâu, đọ được thì nó cũng có cái loại nhiều loại đọ mà. Không sao. Ý em là 7 tấm trúng, 3 tấm trượt. Tức tỷ lệ là 70-30, đúng không? Tức là, nhưng mà anh hỏi là ở trên cái M4 có ai chụp không? Anh có mỗi anh chụp? Thực ra thì cũng có rất nhiều những ảnh gia khác chụp trên M4. Ý là chụp MF ấy? MF thì có mỗi em thôi. Và thế thì em chụp gì chụp nhất? Chắc là cùng sếp em nữa. Sếp em là một người rất là chụp phim. Ok. Chụp anh chụp Leica. Không, bởi vì em bảo là có mỗi em chụp MF thôi thì kiểu gì em chả nhất. Mà làm gì có ai đọ được với em đâu. Thế này khó. Ok, tức là nếu mà vừa rồi thì có Mai Lân có tung ra cái gọi là cách thức là chụp MF không ai đọ được. Nếu ai muốn gạ kèo chụp MF thì liên hệ. Được không ạ? Rồi ạ. Rồi chúng ta nhìn thấy một rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nói là về mọi người đang bảo là đáp án B, tức là đáp án chụp sự kiện. Thế thì không biết là mình hỏi luôn vậy, đối với Mai Lân thì bạn thấy chụp sự kiện, bạn có cảm xúc như thế nào về chụp sự kiện và bạn có hay dùng 85 chụp sự kiện không? Thực ra ban đầu là mình chụp, trước khi chụp đấy là mình chụp sự kiện đầu tiên, tức là mình tập trung vào chụp sự kiện rất là nhiều. Trước khi chụp những cái khác nhiều lifestyle, mình chụp sự kiện đầu tiên này mình cảm giác là mình mạnh nhất cái khoản đấy, cái thể loại đấy. Sau một thời gian thì mình thấy mình không hợp với cả chụp sự kiện cho lắm, và mình không focus vào chụp sự kiện. Thế thành ra là mình bắt đầu bớt chụp dần sự kiện dần, và mình bắt đầu chuyển sang một cái thể loại khác, và mình gần như là mình không nhận sự kiện nữa. Thế là bây giờ bớt mạnh rồi, hồi trước là mạnh đúng không? Ngày xưa là rất mạnh, ngày xưa là gần như đĩa thể mạnh nhất của mình. Gần như là mình. Nhưng mà em có hay dùng cái 85 để chụp sự kiện không? Cái thời điểm đấy thì em chưa có 85. Thì chứng tỏ là đáp án B là đáp án không chính xác. Nếu ở đây mình nhìn thấy một vài bạn chọn đáp án B, chúc mừng các bạn là không chính xác. Các bạn thay đổi đáp án chắc còn kịp. Không sao ạ. Thế bây giờ về thể loại ảnh phong cảnh đi. Như lúc ấy là chém là kể cả 85 đúng không ạ? Chụp 85 chụp phong cảnh vẫn được đúng không? Được. Thì em có hay chụp phong cảnh bằng 85 không? Tất nhiên là không rồi, tất nhiên nếu mà điều kiện thì em không bao giờ chụp. Tức là nếu có điều kiện thì là không. Nếu mà có điều kiện thì không bao giờ, còn đâu mà nếu mà bắt buộc phải chụp thì mình vẫn chụp được thôi, mình vẫn xoay sở được chụp phong cảnh được. Rồi.
tức là không chụp. Không phải là đa bàn A đúng không? Mà một cái. Rồi, street light cũng là một thể loại mà rất nhiều người thích chụp. Anh thích chụp street light. Thế thì em có thích chụp street light bằng ống 85 không? Ngày xưa thì em hay chụp bằng ống 85 cho street light. Nhưng mà về sau em nhận ra là nó không ổn. Tại vì sao em bắt đầu em nghe một câu trên mạng thôi là bức ảnh mới phải tốt ấy. À, nếu bức ảnh của bạn chưa tốt ấy, tức là bạn chưa đủ gần với cả chủ thể. À, bắt đầu chụp tập trung chụp street light vào bằng ống rộng hơn, ống 35 hay là những ống 50, bắt đầu từ 50 đổ xuống 50, 35, 24. Em bắt đầu thay đổi. Ngày xưa em quan điểm em là 85 và 70-200 đứng xa, không phải chụp, không phải gần người ta nữa, không ra đuổi mất. Nhưng sau em bắt đầu thấy nó không ổn. Em bắt đầu đi gần vào, bắt đầu em rất thích dùng ống 24 để chụp ống 35. Tức là với ống 85 thì em cũng không chụp street light. Đúng rồi. Rồi, thế bây giờ còn mỗi lifestyle thôi. Lifestyle thì như vừa rồi mọi người nhìn thấy là bức ảnh chụp cái vừa rồi nó cũng có thể gọi là lifestyle đúng không ạ? Không chỉ là food. Food thì nó mang nặng cái tính mà kiểu nó như nào nhỉ? Khi mà chụp food thì chúng ta sẽ có hai cái trường phái, một là chụp đẹp, hai là chụp để thèm ăn. Thì cái vừa rồi nó hơi đẹp đẹp và nó cũng kiểu thể hiện một cái phần nào đấy cái phong cách sống thì là cái lifestyle đúng không ạ? Như vừa rồi là một thể loại lifestyle. Thì thông qua cái gọi là chiêu bài khách mời vừa rồi thì mọi người biết được cái phần nào đáp án cuối cùng đúng không ạ? Chúng ta sẽ hỏi lại lần nữa nhá, bây giờ trả lời trực tiếp nhá. Theo kinh nghiệm của xin lỗi theo Mai Lân thì đâu là thể loại em thích chụp vào 85 nhất? A phong cảnh, B sự kiện, C lifestyle và D street life. Đáp án cuối cùng là C là lifestyle đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ xem là ở đây có bao nhiêu người trả lời đúng. Mình đến nhiều đấy, bắt đầu em có thể chọn ra một cái người nào mà chiến thắng đi. Các bạn hãy cẩn thận nhá, nếu mà mình quên mất không thông báo. Hôm lúc ấy có sự gà bài bên ngoài và bảo là ông nào trúng giải rồi thì để người khác là trúng giải với nhá. Chúng ta sẽ xem là có những... thế ạ, có người gạ người khách mời. Lần trước có bạn gái, bạn ấy gạ quay tay. MF, mình chưa nói chữ MF, xin lỗi. Bạn chắc là căng đấy, không đơn giản. Để xem ai trả lời gì. Có những bạn bảo là em tia quà từ lâu lắm rồi. Đáp án C mới đúng nhá, phải đúng đáp án C nhá. Đây có bạn ăn xây này, chả chọn em đi này. Bạn chay được, bạn ăn xây được. Thế à? Được là có chọn không? Chọn này. Chọn. Rồi chọn một là bạn ăn xây. Chúc mừng bạn. Mình thấy tự nhiên đến lúc mà tặng quà là rất nhiều người nhảy vào xem này. Rồi, từ một tẹo nữa mình sẽ hỏi nó cái câu hỏi này. Các bạn là... Bạn nào ạ? Cái bạn mà đang comment nhiều đấy là bạn ấy hình như trúng quà rồi ấy. Đúng rồi. Rất xin lỗi các bạn là bây giờ mình phải thực hiện chính sách là quà cho nhiều người, tất cả mọi người. Thế là sẽ là bạn nào trúng quà rồi thì hẹn các bạn trong lần sau. Bạn Phương Nguyên này. Rồi, bạn ấy thể hiện rõ ràng là bạn chưa được quà. Bạn Phương Nguyên là chưa được quà đúng không ạ? Rồi, sau bạn An Xây là bạn Phương Nguyên. Có vẻ là lần nào rất thích tặng quà cho các bạn nữ. Em có định tặng quà bạn nam không ấy? Có bạn tên là Giang, không biết bạn nam hay nữ này. À, bạn nam này. Trông có vẻ nam không? Thị Giang. Bạn ấy bảo là gì đấy ạ? Mình nghĩ là chụp lifestyle, mặc dù nhớ là... sự kiện. Tức bạn ấy nhớ mình là, bạn ấy nhớ là mình chụp sự kiện. Nhưng mà bạn đoán là mình chụp sân lifestyle. Thế là em đã chia sẻ bí quyết chụp sự kiện gì chưa? Bạn ấy bảo là chia sẻ bí quyết chụp sự kiện rồi. Căng nhờ. Tại vì em chưa chia sẻ bí kíp cho ai cả. Hôm nay mới. Rồi, ok, mình sẽ... Chắc chưa? Đúng bạn đấy chưa? Bạn Raymond này bạn vừa trúng quà ngày hôm nay, vừa lên dòng, rất xin lỗi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần quà khác khi khác. Nói chung là mình phải chia đều quà cho mọi người, mỗi người có một tí thì nó vui. Chắc là C. Chứ chưa? James Phạm à? Bạn đã chọn là bạn C luôn này. Rồi, thế chúng ta sẽ có mời ba bạn, đấy là bạn An Xây này, bạn Phương Nguyên và bạn James Phạm. Là ba người sẽ gọi là có phần quà ngày hôm nay là bao gồm một cái túi máy ảnh, một cái dây đeo máy ảnh và gọi là gì nhỉ?
ba cái áo của Khán Đông, được chưa? Rồi, sau đấy có một cái câu hỏi đấy là mình vừa nhìn thấy câu hỏi đâu nhỉ? Bạn ấy hỏi, rồi bây giờ em dùng điện thoại gì nhỉ? iPhone. Rồi, thì tốt lắm, cái câu hỏi là lên về Samsung. Bạn ấy hỏi là nếu mà bây giờ làm thế nào để chỉnh màu mà trên các điện thoại đều khi mà pop lên là giống nhau? Tương đối giống nhau thôi, chắc là nếu mà giống nhau hẳn thì hơi khó. Em nghĩ là bí quyết là gì? Bí quyết thì theo em là nhìn chung một màn thôi. Không, nhưng bây giờ ý là bạn ấy dùng một cái điện thoại khác và bạn ấy post lên làm sao đấy để mọi người trông nó nói chung là tương đối giống nhau. Khó. Em có bí quyết không? Anh có bí quyết đấy. Cái này coi là khó, em chưa nghĩ ra bí quyết. Anh bí quyết này là gì? Chụp ảnh đen trắng. Đúng. Đen trắng đúng không? Dùng nhau cực kỳ luôn. Thật ra thì có một bí quyết khác đấy là đúng, chúng ta đừng có chụp, tức là đừng làm màu nó sắc sỡ quá thôi. Nó trung tính một tí thì lên nó dễ hơn. Còn ngoài ra nếu mà không bạn cần chuẩn 100% chắc chắn là chụp đen trắng thôi. Là xua là chắc chắn là mọi người nhìn giống nhau. Đúng rồi. Chắc chắn chưa? Yeah. Đấy em phải bí quyết nhớ đấy. Bí quyết này. Bí quyết này phải nhớ. Độc quá em. Em nhớ luyện bí quyết này nhá. Rồi ok, thế thì được rồi ạ, xin nhắc lại lần nữa là bạn An Xây này, bạn Phương Nguyên này và bạn Diêm Phạm. Diêm Phạm sẽ là ba người chiến thắng ngày hôm nay. Thì mong các bạn liên hệ với cả S, tức là vào comment ngay với Khán Đông Việt Nam bảo anh em trúng rồi. Các anh gửi quà cho em đi để nhận được phần quà của Khán Đông trong nhanh nhất. Nhanh nhất chắc là đầu tuần sau gì đấy là có quà thôi. Nói chung là chúc mừng các bạn lần nữa, là hy vọng là lần sau thì các bạn sẽ đến xem, tức là vẫn xem livestream thường xuyên, gọi các bạn khác vào nhận quà cùng, đúng không ạ? Cùng xem cùng nhận quà, được không? Ok, cảm ơn Mai Lan rất nhiều đã hôm nay đã gọi là lên sóng ngày hôm nay. Biết là hôm nay bạn phải bỏ trận World Cup rồi, và những người xem livestream cũng phải bỏ bớt World Cup một tí. Nhưng không ra sẽ là một cái kỷ niệm đáng nhớ trên livestream của anh đâu, đúng không ạ? Okay. Em có cần lấy ảnh về sau thì cứ liên hệ nhé, anh sẽ gửi ảnh cho em sau. Ok, cảm ơn mọi người lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người nữa trong 2 tuần tiếp theo, được không ạ? Cứ lại 2 tuần nữa và lại một tối thứ 6 thì chúng ta lại gặp nhau. Cho những ảnh 360 like, được không ạ? Rồi ạ, xin chào mọi người.